Xin chào toàn thể cả nhà, xin chào toàn thể Facebook. Hôm nay mình làm cái clip về thay mặt Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông có một cái tin rất là nóng, rất là hot và chia sẻ đến tất cả Facebook của cả nước, với người già và người trẻ, tất cả thanh niên, các em gái, em trai, nói chung là không phân biệt độ tuổi, là đến là sẽ có một cái lễ hội bóp vú là lễ hội có thật, và bóp vú là không phải là sờ trong áo này bóp, mà là bóp bên ngoài thôi. Cái lễ hội này để gây quỹ ủng hộ người nghèo và trẻ em tàn tật và quỹ chữ thập đỏ. Cái lễ hội này là sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ hội bóp vú từ thiện này, người đàn ông nào bóp vú đây, hôm nay mình đăng bài đây, để bóp vú như này. Người đàn ông nào bóp vú, người đàn ông nào bóp vú sẽ phải bỏ ra từ 50.000 đến số tiền là tùy theo ý muốn, là có thể là bóp bao nhiêu ấy. Mỗi một lần bóp là mất 50.000, nếu mà người nào có nhiều ủng hộ nhiều, người nào có ít ủng hộ ít. Những cô gái tham gia lễ hội, mời tất cả những cô gái mà tham gia lễ hội này trên toàn đất nước Việt Nam mình, kể cả nước ngoài, mời các em gái độ tuổi từ 15 đến 26, yêu cầu những cô gái là phải nhìn, phải trông phải được, tất cả là phải mặc áo trắng, ăn mặc đoàn hoàng áo trắng, không được mặc áo con, để tất cả những người khách từ già trẻ đến những người già, người ta bóp cho nó thích thì người ta sẽ ủng hộ rất là nhiều. Các cô gái sẽ được tuyển chọn kỹ càng, tất cả từ cấp 3 này, học đại học về tất cả văn phòng hay là học đại học về tất cả những cô, sẽ nhận tất cả những cô gái của cả nước. Những ai muốn ủng hộ cái quỹ đấy thì hãy tham gia. Nhưng còn những bạn trai nào mà đang có người yêu mà vú còn nhỏ thì cũng nên đưa người yêu ra tham gia cái lễ hội đấy để vú nó to. Mà những cái em nào với chị nào với cô nào mà cũng đang muốn đi nâng ngực hay ngực nhỏ thì cũng nên tham gia cái lễ hội đấy, để người ta bóp mà cứ rơi cho người ta bóp nhiều nó sẽ to ra. Đấy là muốn mọi người chung tay ủng hộ, chia sẻ cái clip này đến tất cả những thanh niên biết, để đến đúng ngày, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6 để đến đúng Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tham gia. Còn những thanh niên nào mà muốn ủng hộ nhiều hay ít thì cũng đến đấy, có bóp hay không thì cũng đến đấy ủng hộ. Còn tất cả các em gái muốn ủng hộ quỹ đấy thì cũng hãy đến đúng ngày, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, và lễ hội sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nên tất cả là cái giấy phép này đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông cấp, đơn ra là đã xin được ý kiến rồi, đơn là lễ hội sẽ thực hiện ra rất là văn minh giống nước ngoài. Chứ các bạn thì các bạn gái trước khi đi thì nhớ là có mặc áo con thì đến đấy là phải cởi, mà tham gia là đứng nghiêm trang để cho người ta bóp, chứ không cho người ta sờ vào trong này để bóp đâu nhá. Chỉ bóp ở bên ngoài thôi, cũng không được hôn, mà sẽ mỗi người là quy định là phải ít nhất là phải 50.000 cho đến là 500 triệu hay là 5 triệu hay là 50 triệu cũng ok, tùy tâm những người ủng hộ. Xin cảm ơn tất cả đến những người mà share cái clip này đến tất cả anh em bạn bè biết để đến tham gia để ủng hộ cái quỹ đó. Xin cảm thay mặt Bộ Văn hóa Truyền thông xin cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin chúc tất cả những em gái đến tham gia cái lễ hội bóp vú để ủng hộ có một cuộc sống luôn luôn tốt đẹp nhất, sống hạnh phúc nhất và may mắn nhất. Xin cảm ơn toàn thể những người chia sẻ, mà những tất cả những thanh niên, người già, người trẻ, kể cả là bố mình mà có nhu cầu mình cũng đưa đi, ông nội mình có nhu cầu mình cũng đưa đi, tất cả những người già mà có nhu cầu xe đến cho người ta xem, là những người mà có nhu cầu thì hãy đưa người ta đi để tạo điều kiện để mở mang cái tầm mắt, mới là mà du nhập thêm đất nước mình cái văn hóa như thế, cho truyền thống như thế, cho nó văn minh. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, chúc tất cả toàn thể Facebook có một buổi chiều và buổi tối vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người.
Mời bạn nghe luật khoa 36, Chile trục xuất cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường vì cáo buộc lạm dụng tình dục, bài do Trọng Phụng đảm trách. Trút bỏ quân phục và bước vào chính trường chưa đầy nửa năm, Đại tướng Lương Cường đã gặp tai nạn chính trị đầu tiên. Trong chuyến thăm Chile của vị tân Chủ tịch nước, một cán bộ an ninh có tên Lai Giác Toàn đã bị bắt tối ngày 10 tháng 11 giờ địa phương và sau đó bị trục xuất với cáo buộc lạm dụng tình dục một nhân viên khách sạn. Từ sáng 12 tháng 11 giờ Việt Nam, tức tối 11 tháng 11 giờ Chile, một số trang báo của Chile, điển hình là trang Cooperativa hay cả hãng tin AP, đã đồng loạt đưa thông tin này. Dù vậy, cho tới nay, báo chí nhà nước vẫn hoàn toàn im lặng. Cán bộ muốn nhân viên khách sạn Massas, theo trang Cooperativa, thành viên trong đội an ninh tháp tùng đoàn của Chủ tịch nước Lương Cường, đã bị bắt giữ tối ngày 10 tháng 11 giờ Chile với cáo buộc lạm dụng tình dục. Nạn nhân là một nữ nhân viên khách sạn Sheraton tại thủ đô Santiago de Chile, nơi đoàn đại biểu lưu trú. Cô đã tố cáo rằng một cán bộ an ninh của Việt Nam đã yêu cầu cô mang đồ uống lên phòng tại khách sạn. Khi mời cô vào phòng, người này chỉ mặc đồ lót. Sau đó ông này đóng cửa và yêu cầu cô massage. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giam ngay trong đêm. Hôm sau, người này bị đưa ra tòa ở Santiago với cáo buộc tội lạm dụng tình dục. Vị quan chức Việt Nam đã phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng chỉ yêu cầu xoa bóp vùng đầu. Tòa án Chile đã đưa ra phán quyết, bị cáo bị cấm tiếp cận nạn nhân, bị trục xuất khỏi Chile ngay lập tức và bị cấm quay lại Chile trong 2 năm. Theo Cooperativa, công tố viên cho biết, trong trường hợp này, luật pháp cho phép áp dụng biện pháp xử lý thay thế do mức án của tội danh và bị cáo không có tiền án. Ngoài ra, việc tạm đình chỉ thủ tục tố tụng cũng đã được trao đổi với nạn nhân. Sau phán quyết, người này phải đến thẳng Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Theo 24 Horas và BBC News, tiếng Việt, quan chức Việt Nam bị gieo tên trong vụ việc là Lai Giác Tuan, thuộc đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường. Ông Tuan, 59 tuổi, công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, viết tắt là K01, cơ quan chuyên trách bảo vệ cán bộ cấp cao, quan khách Việt Nam và quốc tế, trực thuộc Bộ Công an. Cần lưu ý, với tất cả các thông tin chúng ta có được cho tới nay, vụ việc này mới chỉ dừng lại ở cáo buộc. Các thủ tục tố tụng chỉ diễn ra ở cấp tòa tiền sơ thẩm, gọi là Courts of Guarantee, tạm dịch là tòa bảo đảm. Đây là loại tòa có chức năng giám sát các thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra để bảo đảm quyền của bị can, bị hại và các bên liên quan không bị xâm hại. Chưa có phán quyết nào của tòa án Chile về việc Lai Giác Tuan có phạm tội hay không. Phản ứng của hai nước. Vào thời điểm ông Lai Giác Tuan bị tạm giam, Bộ Ngoại giao Chile đã đăng thông báo chính thức xác nhận và cho hay sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng phối hợp xử lý vụ việc. Tờ Cooperativa dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Alberto Van Claveren cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã ngỏ lời xin lỗi về sự cố đáng tiếc này và sẵn sàng hợp tác với Chile để làm rõ vụ việc. Bà Camila Vallejo, phát ngôn viên của chính phủ Chile, làm rõ rằng người này không thuộc các đại diện ngoại giao mà là một vệ sĩ chịu trách nhiệm về an ninh cho đoàn đại biểu, và do đó không có bất kỳ đặc quyền ngoại giao nào. Điều này thuộc khuôn khổ luật pháp Chile, và bất kỳ động thái tiếp theo nào sẽ tùy cơ quan công tố. Phản ứng trên truyền thông. Ngày 12 tháng 11, nhà báo Javier Olivaresa đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X nêu lại phán quyết của tòa Chile về vụ việc, đánh giá đây là biện pháp mẫu mực, cho thấy Chile trở thành tấm gương về công lý. Đồng thời, ông đặt câu hỏi, nếu vụ việc tương tự xảy với người Chile tại Việt Nam, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cùng ngày, nhà giáo Thái Hảo viết trên Facebook, dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi thật lòng về cái gọi là kỷ nguyên mới, là báo chí trong nước hãy đăng công khai vụ Lai Giác Tuan ở Chile. Nó sẽ cho thấy tinh thần minh bạch và thái độ thẳng thắn đối diện với những cái sai cái xấu. Thế giới đã phẳng, im lặng hay phớt lờ đã không còn được coi khôn ngoan nữa. Lên tiếng, đừng để vụt mất cơ hội. Cho đến thời điểm này, ngoài cập nhật thông tin về lịch trình, kết quả của chuyến công du của tân Chủ tịch nước Lương Cường, truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng trước vụ việc. Về chuyến công du đầu tiên của tân Chủ tịch nước. Từ ngày 9 tới 12 tháng 11, vị nguyên thủ quốc gia dẫn đầu đoàn biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Chile. Đây cũng lần đầu tiên sau 15 năm,
tính từ năm 2009, khi ông Nguyễn Minh Chiết còn đương nhiệm, có một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm chính thức Chile. Chiều 10 tháng 11, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto. Tối cùng ngày là thời điểm xảy ra vụ việc cận vệ của ông Cường bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục. Sáng 11 tháng 11, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Gabriel Boric đã hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Chiều ngày 12 tháng 11, ông Lương Cường đã đến thủ đô Lima, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Peru và tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Chuyến công du dự kiến kết thúc vào ngày 16 tháng 11. Trước đó, hồi cuối tháng 9/2024, Tổng bí thư Tô Lâm, người lúc đó còn kiêm chủ tịch nước, cũng đã có 2 tháng bận rộn công du hàng loạt các nước Bắc Mỹ, châu Âu và Mông Cổ, trước khi bàn giao vị trí người đứng đầu nhà nước này cho ông Lương Cường. Đôi nét về Chile. Chile là quốc gia nằm dọc bờ biển phía Tây Nam Mỹ, nổi tiếng với sa mạc Atacama khô cằn nhất thế giới và sản xuất rượu vang. Nước này tuyên bố độc lập từ Tây Ban Nha vào ngày 12 tháng 2, 1818. Đến ngày 1 tháng 9, 1973, tướng Augusto Pinochet đứng đầu một cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ của Tổng thống Salvador Allende, làm 3.000 người chết và mất tích. Từ đó, Chile phải trải qua giai đoạn 17 năm trong chế độ độc tài quân sự. Kể từ năm 1990, Chile trở thành một trong những quốc gia ổn định và thịnh vượng nhất ở Nam Mỹ. Quốc gia này có nền dân chủ đa đảng với gần 20 triệu dân này, có chỉ số tham nhũng và tỷ lệ hộ nghèo thuộc hàng thấp nhất khu vực Mỹ Latin. Theo hiến pháp, Chile theo thể chế Cộng hòa, trong đó Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu chính phủ. Quốc hội là cơ quan lập pháp lưỡng viện, gồm Thượng viện và Hạ viện, với các nghị sĩ được bầu trực tiếp theo nhiệm kỳ 4 năm cho Hạ viện và 8 năm cho Thượng viện. Hệ thống tư pháp của Chile là độc lập và chính phủ tôn trọng quy định này trên thực tế. Không chỉ quan chức Việt Nam, trước vụ việc này, dư luận trong nước rất quan tâm đến trường hợp của 2 nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Cụ thể, vào tháng 6/2022, một cô gái 17 tuổi người Anh đã tố cáo diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tấn công tình dục mình tại một khách sạn trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Khác với vụ việc của người cận vệ của Chủ tịch nước, truyền thông trong nước lẫn quốc tế đã loan tin rộng rãi về vụ việc này. Sau đó, 2 nghệ sĩ bị nhà chức trách nước sở tại bắt giam, tịch thu hộ chiếu. Từ tháng 7/2024, Tòa án Palma de Mallorca đã ra phán quyết đình chỉ vụ án và lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 8/2022, cả 2 nghệ sĩ này phải đối mặt với luồng chỉ trích từ công chúng. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chủ động xin nghỉ làm giảng viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn Hồng Đăng cũng thôi việc ở Nhà hát kịch Hà Nội. Ngoài ra, Đài truyền hình Việt Nam VTV cũng bị thay thế các bộ phim có sự tham gia của Hồng Đăng. Cái vấn đề vừa xảy ra đây, bây giờ Trang mới nhắc tới các anh chị, bởi vì Trang không nói không được, bởi vì chính các anh chị đã hỏi Trang thì Trang nói. Trên màn hình trên cũng biết tên nào rồi, và các anh chị đã nghe rất nhiều rồi đúng không? Có lẽ là nhiều YouTuber đã lấy chủ đề này để lên chia sẻ với các anh chị rồi, cho nên Trang không cần phải nói nhiều. Vấn đề đây là Trang nói về cái xã hội đáng xấu hổ, những kẻ đồi bại, những hạt giống đó của một chế độ xã hội chủ nghĩa đã không có cái gì để có thể cứu vãn và có thể ngồi đó mà lấp liếm hay che giấu được nữa. Cho nên các anh chị thấy rằng và vấn đề này hôm qua nay những tờ báo đảng nào đăng không? Nếu nó cảm thấy áp lực quá nó cũng sẽ đăng. Nhưng mà các anh chị thấy rằng trong khi cả thế giới đều biết, nhưng tại sao cái lũ bò đỏ dư luận viên tụi mày lại im lặng? Đúng là một đất nước đã sẵn sanh ra, một chế độ đã sẵn sanh ra một lũ rất là đê tiện và đê hèn. Hồi nãy chàng có nói rồi, hôm nay sẽ có những từ ngữ rất kỳ cục. Bởi vì những từ ngữ kỳ cục này mới đúng với bản chất của lũ ma quỷ diệt cộng, thưa anh chị em chú bác. Chứ còn nếu mà Chanh nói những từ ngữ nó không có cái gì mà nghe rất bình thường, nó sẽ không bao giờ đúng bản chất của lũ ma quỷ cộng sản này đâu.
Bây giờ Chanh có xin lỗi trước với anh chị em chú bác rồi. Sẽ có những từ ngữ khó nghe và Chanh sẽ chia sẻ về tờ báo này đăng. Chủ tiệm nước, xin lỗi, Chanh không có đội chủ tịch nước gì hết. Chủ tiệm nước Việt Nam Lương Cường đã đến Chile vào hôm 9 tháng 11 vừa rồi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Tờ báo này ghi như vậy. Các anh chị hãy nghe nè. Tăng cường mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Nghe mắc cỡ rồi đúng không? Sơ sơ là biết mắc cỡ rồi. Tại vì chúng ta nhớ rằng vào kể từ năm 2009 á, về cái thời mà thằng chủ tiệm nước Nguyễn Minh Triết á, có một chuyến thăm vào Chile vào 2009, và tới giờ này mới có thằng chủ tiệm nước thằng Lương Cường này mới vừa lên nhậm chức, mới đi thăm qua Chile trở lại 2024 này. Và nghe để nói rằng tăng cường một mối quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, nghe mắc cỡ. Tại vì đã có cái chữ văn hóa trong đó. À nhưng mà đã có một cái chuyện đồi bại xảy ra. Thưa anh chị em chú bác à, đơn giản thôi. Sáng ngày 11 tháng 11, Lương Cường đã được người đồng cấp Boric tiếp đón tại cung điện La Moneda, nơi cả hai tổ chức gặp gỡ và ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương. Nào là văn hóa, nghe những từ ngữ là biết gì cộng rồi, xúc tiến, xuất khẩu, anh nghe không có quen. Và xin thưa với cô chú bác anh chị em là một cái tên được gọi là đi đi hộ tống hả? Chứ không biết gọi sao cho đúng, là cái tên là Lại Đắc Tuấn. À xin lỗi, cho anh đưa luôn rõ ràng luôn, à khỏi cần giấu mặt nữa, có gì đâu giấu, tại vì ai cũng biết trơn rồi. 59 tuổi, chức vụ là thượng tá công an, đã bị bắt vào tối ngày 10 tháng 11 khi bị tố cáo lạm dụng tình dục bởi một nhân viên khách sạn Sheraton ở thủ đô của Chile, à thủ đô Santiago. Anh chị em chú bác, ở cái mặt này giấu gì nữa. Và xin thưa với cô chú bác là đơn giản thôi, mắc cỡ Chanh cảm thấy là nhục nhã chưa từng thấy. Và Chanh sẽ nói cái câu hỏi mà các anh chị, Chanh trả lời với các anh chị là đơn giản với Chanh thì không có gì lạ. Và các anh chị còn nhớ Chanh đã chia sẻ cái vấn đề là những thằng mà gọi là nguyên thủ, người ta gọi là nguyên thủ quốc gia, là mà Chanh gọi là cái lũ đầu trâu mặt ngựa ở trong đất nước Việt Nam á. Các anh chị phải biết rằng trong bất cứ một thằng nào, từ chức vụ lớn tới chức vụ nhỏ, Chanh đã từng chia sẻ với cô chú bác là thật sự những cái cô gái hồi xưa đó, nó có một cái đội C500. Các anh chị còn nhớ Chanh chia sẻ vấn đề này không? Cái đội C500 đó là toàn là nam thanh nữ tú mà Cộng sản đã được lựa chọn. Được Cộng sản lựa chọn vào những cái đứa tuổi cỡ 14, 15 và trở lên là đã được vô, nhập vô cái nhóm C500 rồi. Ngày xưa đó, cái nhóm C500 này có một nhiệm vụ quan trọng để chiêu mộ và chiêu dụ những anh chị, những người ở hải ngoại về mà mang cái tiếng là Việt Kiều. Và biết bao nhiêu người đã bị mắc mưu mắc bẫy, thậm chí bỏ xác ở bên Việt Nam với cái đội C500 này. Bởi vì những cái cô gái đẹp và những thằng con trai đẹp trai đó, chẳng gọi là nam thanh nữ tú của bọn Việt Cộng, đã được đào tạo vào một cái lớp huấn luyện riêng, được gọi là C500, để phục vụ cho bất cứ một người đàn ông nào thậm chí có nhu cầu khi mà đi về quê hương mà ngày xưa gọi là Việt Kiều. Và biết bao nhiêu người đã mắc bẫy. Và các anh chị biết không, những cái cô gái đẹp này, những chàng trai đẹp này đã được huấn luyện rồi nha. Cho anh nhắc lại một lần nữa là để làm chi, để có thể làm ở quán cà phê, làm bất cứ một chỗ nào mà ở đó có thể tiếp xúc được những người có thể đi du ngoạn, đi du lịch. Và đó là một nhiệm vụ chính trị. Cho nên Chanh mới nói rằng đáng tiếc, từ từ Chanh sẽ nói về vấn đề của thằng này. Và các anh chị biết rằng cái C500 đó cũng đã từng bước đã được đi ra bên hải ngoại. Toàn là nam thanh nữ tú không? Những kẻ đó đã được sống sẵn bằng bất cứ một cái diện nào rất là dễ dàng để đi, và bất cứ một quốc gia nào đều có cái đội này. Để làm gì? Không phải là để chiêu mộ, để chiêu dụ Việt Kiều gì đây nữa hết. Ngày xưa C500 là để dụ những ông Việt Kiều về và mê gái đẹp, xin lỗi, cho anh chỉ nói những con người nào mà bị dính vào đó thôi.
Còn những người đàng hoàng thì cha xin lỗi nha, cha không bao giờ nói tới nha, đừng bắt lỗi. Và rõ ràng chuyện đó đã có những vụ án đã diễn ra. Và sau này cũng những người thanh thiếu niên đẹp đó đã được đi ra bên nước ngoài. Và các anh chị biết rằng những người này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Tức là những người này đã được chọn sẵn người đẹp không à. Và có nhà có cửa đàng hoàng, được cung phụng cung cấp đàng hoàng. Để làm gì biết không? Để phục vụ cho những thằng đầu trâu mặt ngựa đi những buổi công tác ở bên nước ngoài. Vì sao phải có những điều này? Bởi vì các anh chị biết bằng một nguyên thủ quốc gia nào cũng như bọn đầu trâu mặt ngựa trong nước Việt Nam, nó là một đất nước cộng sản. Nó biết thân phận của nó là một đất nước xã hội chủ nghĩa. Nó không dễ dàng nào đi ra bên nước ngoài mà chơi bậy được. Mà điều có đã có sẵn để phục vụ hết. Thành ra các anh chị biết điều này, cho nên để cho nhiều cô chú bác lớn tuổi, những cô chú bác lớn tuổi đã ngồi và kể cho cha anh biết như vậy, để cho các anh chị có thể kiểm chứng và coi tìm hiểu coi đội C500 là cái gì. Cha anh chị chia sẻ lại những lời nói của những cô chú bác lớn tuổi và truyền lại những chiêu trò, những âm mưu của Việt Cộng để từng bước thực hiện từ trong và ngoài nước. Tức là những cô gái đẹp đó đã ở sẵn ở bên nước ngoài để chờ bất cứ một nguyên thủ quốc gia nào đi du hí, đi du ngoạn để phục vụ. Chứ không thể nào có thể chơi bậy được. Hôm nay sẽ có những từ ngữ nó kỳ cục một chút. Xin lỗi anh chị em chú bác nha. Và nhắc tới cái tên này, chứ không biết vì sao, thật đáng tiếc thầy, thật đáng tiếc thầy. Có lẽ là cái tên này chắc lần đầu tiên ra nước ngoài hay sao, chứ không biết. Nhưng thật là ngu si, thật là ngu si. Và chân cũng hiểu được là tại vì sao, các anh chị có biết không? Tại vì bản chất của Việt Cộng á, nhất là một cái lũ nào vừa có một chút xíu mà chức vụ, chức quyền á, thì thật sự ra, chân xin lỗi trước nha cô bác anh chị các em, có những lời thật nó nghe sẽ khiếm nhã và nó hơi kỳ. Thật sự ra bất cứ một thằng đầu trâu mặt ngựa nào từ chức vụ, từ trung ương tới địa phương, cái vấn đề mà gái gú á, cái vấn đề để mà nó chơi gái, xin lỗi nó thẳng vậy đi, thật sự ra búng bàn tay là có liền. Và đó là cái thói quen của bọn nó rồi. Nó có những em này em kia búng tay là có kẻ phục vụ. Nó sống vậy quen rồi. Nhưng đáng tiếc thay không biết sao cái thằng ngu này, cái thằng Lại Đắc Tuấn này, không biết lần đầu tiên ra nước ngoài hay sao, mà lại đi kiếm chuyện với một cái cô mà quét dọn phòng khách sạn. Thì anh chị em chú bác, thì không thể nào mà có thể nói được cái độ ngu của thằng này cả. Là bởi vì ít nhất nó đi theo, nó hộ tống cái thằng chủ tiệm nước, thì thật sự ra nó muốn chơi gái hay gì đó, nó búng tay cái là có, đâu cần phải làm này đâu. Anh chị hiểu ý cho anh nói không? Nhưng mà có lẽ là, xin lỗi anh chị em chú bác, có lẽ là cái dòng máu của ma quỷ, cái dòng máu dâm dục nó quen rồi. Nó quen rồi. Và khi mà cái sự dâm dục đó nó chiếm ngự cái lý trí, thì nó sẽ thành ngu si. Cho anh đang ngồi phân tích cái tâm lý với các anh chị nghe. Bởi vì cái thứ ngu lắm mới làm chuyện này thôi. Là bởi vì tụi này nó muốn chơi gái ở đâu mà không có. Cái lũ đầu trâu mặt ngựa trong nước Việt Nam, cái lũ mà lồi ngồi làm chức vụ chức quyền thằng cán bộ này nọ, ở trong nước nó quen thói rồi, búng tay là có. Thành ra nó tưởng rằng nó ra bên nước ngoài, nó thấy người ta là cái người phục vụ phòng, nó nghĩ là chắc hay là nó có tiền, có bạc hay có chức, có vụ gì, nó búng tay cái người ta lại phục vụ đó. Sau đó cái nó ra tòa và đưa bộ mặt ra mắc cỡ. Anh chị em bác, thật là nhục nhã. Một cái video đã được đưa lên, và đi mà còn lấy khẩu trang che lại nữa chứ. Đâu phải cái mùa Covid đâu mà che khẩu trang. Và ai cũng biết cả, cả thế giới rầm rộ, nhất là những con người ở, người dân ở Chile, họ đã rầm rộ và phản đối vấn đề này. Họ còn phản đối cả tòa án ở Chile nữa. Tại sao có thể đơn giản là trục xuất về thôi, và cấm có 2 năm không được qua bên Chile thôi. Đó là tội quá nhẹ và làm cho người phụ nữ cảm thấy rẻ rúng đi. Các anh chị có xem những tờ báo ở bên Chile nói không? Tờ báo quốc tế đăng không? Và họ đã nói rằng nhờ cái tội vậy mà xử vậy là nhẹ quá. Rõ ràng là có một vấn đề nào trong này. Tại sao đơn giản là trục xuất thôi? Và những người ở bên nước Chile, người dân họ nói rằng làm như vậy là làm, là coi như hạ thấp cái danh dự của người phụ nữ. Các anh chị thấy không? Một đất nước, cũng là một đất nước nhỏ bé thôi, đất nước Chile, vậy mà con người người ta cũng biết bảo vệ, người ta biết bảo vệ lòng tự trọng, bảo vệ nhân phẩm của một con người. Và cả xã hội đã lên án vấn đề này. Mà tại sao một vấn đề lớn như vậy mà tại báo chí trong nước Việt Cộng không đăng lên cho các anh chị xem, cho cô bác anh chị mà nghe? Cho nên cho anh khẳng định một lần nữa, cái lũ quỷ dữ này, những tờ báo đảng này, là những thứ mà nó muốn nhồi nhét tuyên truyền
dối trá lật lọng, tức là láo xạo mới mới đăng lên cho anh chị em và cô chú bác để định hướng cái xã hội nó đang cai trị. Còn những vấn đề mà quan trọng thấy không, nó giấu nhèm, nhưng mà thời buổi này giấu hết được rồi. Hãy cảm ơn người Mỹ và nước Mỹ đi. Những trang mạng truyền thông giấu được không? Giấu làm sao? À làm sao giấu được? Và mắc cỡ, thưa anh chị em, cô chú bác, chàng nghe sơ sơ tin tức nói như vậy, là cái cô nhân viên phục vụ khách sạn đó, hắn ta đã kêu cô ấy massage cho hắn ta. Tại bị cô ta đã báo cảnh sát. Và các anh chị thấy rõ ràng là cái thói quen ở trong nước Việt Nam quen rồi. À, nghĩa là mình là có chức, có quyền à, để tranh lấy cái hình ảnh rõ ràng hơn. Để các anh chị thấy rằng đây là một cái thằng nằm trong cái bọn côn đồ công an. Chức thượng tá chứ không ít, các anh chị thấy. Chức thượng tá chứ không có ít đâu. À, rõ ràng là xin thưa với cô chú bác là không có thể nào mà còn che giấu được những cái thứ rác rưởi ở trong xã hội cộng sản. Và chân gọi là tụi mày không bao giờ có thể chữa được cái bệnh này đâu. Tại vì nhìn tấm hình trong hình của chân là biết rồi. Từ thời của thằng Hồ là đã có những tờ báo quốc tế đăng lên rồi. Thưa anh chị em và chú bác, giấu được chỗ nào? Không thể nào giấu được. Và thêm một cái mắc cỡ này nữa, để Chanh chia sẻ với cô chú bác điều này. Cảm ơn các anh chị trong nước Việt Nam đã chia sẻ cho Chanh. Để cô chú bác chờ Chanh một phút nha. Chanh chia sẻ cái này cho các anh chị nghe. Nghe mà nổi da gà. Đây là một gia đình. Chồng là đảng viên, tức là nói về cái tên thượng tá này là một đảng viên chứ gì. Cũng hay đi lễ chùa. Ở trong nhà thì thích dùng nội thất bằng gỗ. Luôn ra nước ngoài công tác rồi phạm tội ha, rồi vợ là một đảng viên. Cũng thích đi lễ chùa. À, thỉnh thoảng cũng mặc những bộ đồ yoga nằm ngửa khoe mông trên phố đông người. Con trai là một đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là thành viên kỳ cựu lực lượng dư luận viên chửi rủa người yêu nước, chửi rủa nước Mỹ, nhưng mà tương lai có thể sẽ đi du học Mỹ, Úc hay Canada gì đó. Con gái là một đội viên trải qua khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng, mới vào bảo tàng quân đội Hà Nội để chụp hình sỉ nhục lá cờ vàng dân tộc Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chị thấy không? Đó là cái gì? Đó là cái dòng giống của cái gia đình tên này. Ôi, vì sao mà Chanh nhắc tới ông bà cha mẹ? Thưa anh chị em chú bác, hôm nay Chanh nói thẳng luôn, những hạt giống của chủ nghĩa xã hội, những hạt giống của chủ nghĩa xã hội. Cha mẹ nói như vậy, sinh ra hai đứa con vào đảng viên, vào đoàn viên hết rồi, vào đội viên hết rồi. Và cũng cái dòng giống đó không có khác gì cả cái dòng máu tụi nó. Các anh chị thấy một lũ ngu si, một lũ dốt nát và chỉ biết bưng bô thôi. Hôm nay xin thưa với cô chú bác là Chen không có như nhiều các anh chị nói rằng Chen ơi, bất cứ một YouTuber nào cũng chụp những tin hot để mà nói, để mà kiếm khán giả, sao Chen không làm vậy cho có khán giả? À, xin thưa với cô chú bác là tình cờ ngày hôm nay, dù cho ngày nào Chen lên livestream chứ cũng nói gì về cộng cả từ 4 năm qua rồi. Và Chen không có phải là chụp cái tin hot này để đem lên để câu like hay câu view gì với anh chị em chú bác cả. Bởi vì đây là cũng là nằm trong cái bản chất của lũ diệt cộng mà từ xưa nay Chen đã khẳng định và nói thẳng với anh chị em chú bác trên diễn đàn. Những thứ hạt giống đỏ này, những thứ chủ nghĩa xã hội này. Và các anh chị biết không, chỉ là tại vì cái bọn kia, tức là những cái bọn nào mà chưa lòi bản mặt ra đó, nó chưa được thiên hạ biết cái tội ác nó thôi, chưa biết bản chất thật của nó thôi. Chứ không phải là thằng này mày kỳ mày, mày làm xấu mặt tụi tao mày. Không phải, thằng nào nó cũng có mặt xấu cả, mà tại nó chưa phơi bày ra thôi. Thưa các anh chị và cô chú bác à, không có một thằng công an côn đồ đảng viên nào mà trong sạch mà tốt cả. Ngay cái thằng mà các anh chị đang ngồi ngồi coi người dân phải nghe theo lệnh của nó muốn tự tung tự tác, muốn muốn xin xác ai thì nó làm, là cái thằng Tô Lết. Các anh chị thấy không? À, cũng đi công du bên nước ngoài, ăn nhậu, ăn bò, dắt vàng. Rồi một cái thằng bộ mặt thì giả nai vậy đó. Ui, cái thằng Tô Lết là bộ mặt giả nai. Một cái thằng vô cùng, một thằng đại ác, anh em chú bác à. Từ lúc mà nó muốn hăm he, nó muốn ngồi trên đầu thiên hạ là nó đã biết thanh trừng rồi, giết hại không biết bao nhiêu. Tức là trong phe phái nội bộ của nó. Và đều là những tin giả, nào là bữa nay từ chức, bữa nay bị tai nạn, hay bữa nay bị treo cổ, hay bữa nay nhảy lầu, ví dụ vậy. Từ xưa nay dưới băng đảng tà quyền này đều như vậy. Xin thưa với cô chú bác như vậy, bản chất nó là như vậy.
Còn vấn đề mà nó đi chơi gái này đó, có gì lạ đâu. Từ cái thời của thằng Hồ Chí Minh là đã vậy rồi. Các anh chị thấy tờ báo quốc tế đăng không? Đừng có nói người ta Photoshop à. Mắc cỡ không? Tụi bay chối cãi chỗ nào? Bò đỏ tụi mày đâu? Hôm qua nay tụi mày im thin thít. Hôm qua nay những tờ báo đảng của tụi mày không dám đăng lên. Tụi mày sợ cái gì? Tụi mày chơi cái chiêu là đẹp khoe xấu che hả? Chơi cái chiêu đẹp khoe xấu che hả? Mà tụi mày có cái gì đẹp đâu khoe? Tụi mày toàn là khoe những thứ giả dối không? Có mấy anh chị nói là ui cái lũ này làm nhục quốc thể quá. Các anh chị nói không đúng rồi. Đừng có gom chung quốc thể đây. Tụi nó có một cái quyền hành gì đại diện quốc gia. Các anh chị phải nói rằng nó làm nhục đảng thể, nó làm nhục cái băng đảng tà quyền của nó làm nhục cái băng đảng diệt cộng tụi nó. Chứ tại sao lại gom chung với tổ quốc gì đấy? Cái bọn tà quyền cai trị này không hề có một chút cái gì mà cho có thể gọi là mày đại diện cho quốc gia hay là mày đại diện cho đồng bào hay là tổ quốc gì đấy cả. Mà các anh chị cứ bị nhầm lẫn hoài à. Hỏi ra chính các anh chị đã đánh đồng mà gom chung cái tổ quốc Việt Nam. Đây là một băng đảng tà quyền, nó đang cai trị đất nước Việt Nam. Cho nên nó làm nhục là nhục cái gì? Nhục đảng thể, nhục cái băng đảng tà quyền của nó, và loại bản chất của băng đảng tà quyền nó. Chứ đừng có gom chung nó là của đại diện quốc gia gì đây. Nghe vậy không đúng đâu anh chị của chú bác à. Cái gì phải ra cái đó. Người ở trong nước Việt Nam vẫn có người Việt Nam mà. Người Việt Nam đang sống chung với bọn diệt cộng mà. Chứ đâu có gom chung vậy được. Bọn này là cái gì mà dám đại diện cho toàn tổ quốc Việt Nam? Nó chỉ là dòng máu và đại diện cho cái băng đảng tà quyền diệt cộng tụi nó thôi. Và cái dòng máu này từ xưa nay rồi. Các anh chị còn nhớ rất là nhiều video đã được đăng lên mạng xã hội. Những thằng cán bộ nó ngoại tình ở trong nhà nghỉ không? Bị bắt gặp không? Đầy hết đúng không? Đầy hết. Cho nên đó là hạt giống xã hội chủ nghĩa. Những hạt giống xã hội chủ nghĩa là không sai, là không sai. Và nhiều anh chị nói với trên rằng nếu mà không có mạng xã hội á, có internet này nọ đó, cũng như mấy chục năm trước đây, có khi cái thằng thượng tá này đã trở thành một anh hùng dưới bàn tay nhào nặn của bang tuyên láo. Thật sự không sai, các anh chị rất thông minh. Nếu mà không có mạng xã hội mà nước Mỹ tạo ra cho con người, cho nhân loại, thì có thể ngược về mấy chục năm trước các thằng này chắc cỡ như Nguyễn Thị Năm hay gì đó, hay cái thằng gì mà cũng núp ở trong mây mà chờ chờ địch tới rồi bắn hay gì đó, à, cỡ đó, hoặc là cỡ Lê Văn Tám chứ không phải vừa đâu à. Không chừng nếu mà không có mạng xã hội đồ là nó đã thành một cái anh hùng rồi dưới thời xã hội chủ nghĩa rồi. À, nhưng đáng tiếc thay, à, đáng tiếc thay, à, nhưng mà đáng tiếc thay, thôi cảm ơn nước Mỹ và người Mỹ đi. Thì anh trên chú bác à. Và xin thưa với cô chú bác là lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu là không sai. Những băng rôn tuyên truyền này tụi nó quá hay. Chứ phải khen thằng Diệt Cộng. Tụi nó không sai trong vấn đề này. Tụi mày đang rất lừng lẫy năm châu và chấn động địa cầu. Cho nên hôm nay tao khen tụi mày. Với bản chất của tụi mày đó thì cái khẩu hiệu này nó sẽ đúng. Và nó mãi mãi luôn đúng. Những gì tụi mày làm, năm châu địa cầu bốn biển đều biết hết. Và giờ này tụi mày chỉ có biết mà ôm cái bộ mặt thúi của tụi mày để úp vào bãi cước trâu thôi. Chứ nói thiệt là tụi mày không có cái cách nào mà tụi mày có thể mà dên giáo để mày biết bố mày là ai không nữa. Mà không biết tụi mày có biết cái sợi dây nhục nó nằm ở đâu không? Chứ thật sự cho anh biết là nó đứt lâu rồi. Và các anh chị biết không? Chúng ta sẽ đem cái thứ này ra cho bàng quan thiên hạ biết hoài luôn. Tụi mày cố tình tụi mày giấu đúng không? Tụi mày giấu nổi không? Và một lũ ngu si mà bưng bô bò đỏ tụi mày cũng sao cũng mắc cỡ và ngồi đó mà ngậm miệng. Vào đây phản biện coi. Bình thường tụi mày giỏi lắm mà. Tụi mày giàu, tụi mày chửi, tụi mày xỉa xói, tụi mày phá. Bữa nay tụi mày vào binh thằng này coi coi. Chắc tụi mày nói gì nè. Cán bộ người ta giống như thằng bò dắt vàng vậy đó. Hiện ta cán bộ người ta phải đi ăn bò lắc vàng chứ. Vậy thì mày binh thằng này coi. Mày là thượng tá công an thì phải ra ngoài chơi gái chứ. Tụi mày nói vậy nghe coi. Thằng này ngu thiệt các anh chị em chú bác. Cho nó thật, anh khẳng định thằng này là ngu thiệt. Thằng thượng tá này nè, nó ngu thiệt á. Thật sự ra nó chơi gái kiểu này là quá ngu anh chị em chú bác à. Tức là nó nổi máu á.
nó nổi cái dòng máu của Hồ Chí Minh lên kiểu này là quá ngu. Thật sự ra có rất nhiều cách để tụi này chơi gái, xin lỗi anh chị em cho bác nha, nhưng mà thật sự mày xài cách này là mày quá ngu rồi. Mày về mày mày đi trốn, mày đi kiếm bãi cứt bò cứt trâu, mày ụp mặt vào đi. À, cái thằng Lại Đắc Tuấn ơi, mày ngu quá. Trời đất ơi, hồi trước giờ bọn Việt Cộng tụi mày búng tay là có liền, sao mày thèm khát gì với ghê vậy hả? Đi ra ngoài đi công tác đàng hoàng mà đi gặp giống như kiểu mà mình nói là những người mà nguyên thủ quốc gia rồi thì mình cũng ráng mình nhịn đi chứ. Sao tự nhiên mày trỗi cái dòng máu này lên mà nhìn mà tự nhiên mày ngu dữ mày. Nói thiệt với cô chú bác là anh khẳng định là chơi quá ngu thằng này, thật sự không biết con đường nào nói luôn. Rồi không biết giờ vợ con nó làm sao, chẳng biết giờ vợ con nó ra làm sao, nhưng mà anh khẳng định là ngu. Tại vì thời ơi, nói tới Việt Cộng mà ở trong nước Việt Nam nó quen rồi, nó búng tay là có, các anh chị phải biết như vậy. Đáng lẽ như ở bên tòa án của Chile đó, nói thiệt, đáng lẽ giờ các anh chị ghẹo ghẹo bọn nó vậy nè, tòa án Chile á làm gì hấp tấp dữ vậy, chờ đợi chứ, hãy chờ đợi bên phía phái đoàn Việt Nam á, Việt Cộng á, nó gửi quân chương bằng khen giấy khen đồ qua đi rồi hãy ra tòa chứ đâu mà làm gấp gáp vậy. Chưa có gì, chưa có kịp khe mà khoe bằng khen giấy khen đồ, hay là nhiều khi giáo sư tiến sĩ cũng không chừng, rồi lúc đó xử cũng có muộn đâu, mà làm gì mà xử nhanh dữ vậy, làm ta trở tay không kịp. Chứ ở trong nước Việt Nam đó hả, thậm chí nó có tội đó hả, nó đem tiền ra cái nó hết tội luôn à. Thậm chí nó là giáo sư tiến sĩ, nó có bằng khen gì đó là quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất nhì ba gì, tự nhiên cái nó cũng nhẹ tội đi. Tại sao cái tòa án Chile này hơi hấp tấp nghe, không đợi phái đoàn Việt Nam nó gửi qua mấy cái đó, nó gửi bằng khen bằng cấp đồ qua đi rồi xử tội người ta sao cũng được. Tại ít nhất bọn này nó cũng chức vụ cao cấp mà, nó thượng tá lận chứ, thì chân nghĩ chắc cũng nắp la ve đồ treo cũng đầy áo á, chứ không phải giỡn đâu anh chị em chú bác nghe. Mà cũng tiếc ha, bên Chile này thiệt sự ra làm hấp tấp quá, không có chờ đợi gì cháu á. Bởi vậy các anh chị nói với Chen á, Chen ơi quá trời rồi. Có gì đâu quá trời mấy anh chị em chú bác, trời đất ơi, Chen nói tới cộng sản thiệt cái cô chú bác là Chen biết tổng tòng tông hết trơn rồi. Tại vì dân bị nó lừa riết quen à, không rồi rồi cái chuyện này nó cũng sẽ sao, sẽ chìm nghiễm xuống vài bữa, nó sẽ chìm nghiễm xuống cái không chừng nay mai à nghe, không chừng nay mai cái nó đem chuyện nào khác ra để nó làm rầm rộ để các anh chị súng vô chửi nữa à, để nó quên cái chuyện này đi đúng không, các anh chị sẽ để ý có phải hay không. Ui bản chất của Việt Cộng bị biết hết trơn rồi, nay mai chắc chắn nó sẽ làm cái gì đó trong nước Việt Nam, không chừng chắc nó kêu con mụ Hằng cởi đồ không chừng. Cho anh nghĩ vậy, nó làm cái gì đó để cho súng lại nói để quên cái vấn đề này đi. À, tụi nó là vậy đó, chơi chơi chiêu biết không, đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng giấu nhẹm. Trời ơi, nói thiệt với cô chú bác không biết làm sao chứ. Giờ này xin lỗi bọn Việt Cộng tụi mày hết lừa được rồi. Cũng cảm ơn anh Mỹ, cũng nhờ anh Mỹ có YouTube, có Facebook đồ, có mạng xã hội đồ. Chứ không phải mấy chục năm trước, thấy không? Mấy chục năm trước chắc thằng này là anh hùng rồi. Thấy không? Anh hùng lực lượng võ trang rồi, chứ không giỡn đâu. Nó sẽ tung bất cứ một tin gì có lợi cho thằng này. À, bây giờ xin lỗi anh cho chú bác là báo chí của Chile video hình ảnh gì đem lên trơn rồi. Bây giờ không thể nào mà trốn ở đâu được hết á. Cho nên xin lỗi. Tại tụi mày xui quá. Với lại ai biểu mày ngu chi? Ai biểu mày ngu chi? Cho xin lỗi cô chú bác nha. Nhiều lúc cho nói mấy từ ngữ bữa nay nghe khó nghe. Cho cũng thấy kỳ lắm. Mà tại vì mình nói và tẹt ra cái bản chất của bọn Việt Cộng này đi. Thấy không? Con sao nói vậy đi. Chứ giờ còn ngồi đây để người ta khen nói chuyện nhu mì chút nghe kỳ kỳ đó thì thôi, trên cũng không cần đâu. Thì với cô chú bác á, gì thua toàn tập là thua sao vậy, bữa nay trên đọc không à, chắc vui lắm à. Cái thằng này về Việt Cộng lên chức tặng bằng khen giỏi, thằng này thật sự là nó nên treo một bằng khen trong nhà là nó đã thành công trong cái vấn đề lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Thì nên chú bác, tức là nó đã góp phần cho một cái băng rôn khẩu hiệu của cộng sản đã thành hiện thực, thì nó nên tặng bằng khen chứ. Nhưng mà đối với Shen thì thằng này nhìn mặt đã thấy ngu rồi, em chú bác à, nhìn mặt là biết ngu rồi. Mà nó thiệt, đối với Shen thằng Việt Cộng nào nhìn cũng vậy hết trơn, vừa ngu vừa lú vừa điếm đàng và đê tiện và rất là dâm dục. Xin lỗi anh em chú bác nha, tại sao Shen nói Shen khẳng định vậy,
là tại vì nó từ một giống nòi mà ra. Cái giống nòi mà dâm dục nó từ lâu rồi, nó quen rồi, nó từ đời ông cố nội nó lận, bây giờ tới đời cháu, đời chắc, đời chiếc gì cũng vậy à. Tại vì mấy cái thằng kia đó nó khôn, thằng này nó ngu, mấy thằng kia người ta chơi người ta khôn, người ta cũng đi chơi gái mà người ta khôn, người ta kính, với lại người ta có sẵn chờ. Cái thằng này làm gì mà tự nhiên cái nổi máu lên mày, mày ngu quá. Chile chứ đâu phải Việt Nam, đất nước của người ta chứ đâu phải xứ Việt Cộng tụi mày mà muốn làm gì làm. Cho nên trên chề này, thằng này vừa vừa ngu mà lì, ngu quá không, phải không? Không bằng mấy thằng kia. Mấy thằng kia người ta chơi kín đàng hoàng, với lại người ta cũng biết chừng mực đồ. Thằng này ngu quá, lỗ liễu quá. Mà không biết anh chị em biết không, vậy gia đình nó làm sao ta? Có ai trả lời cho chị em được không? Chắc bình thường rồi ha. Tại chứ nhớ đâu đâu hồi năm 2 năm trước hay là năm trước gì đó, một cái thằng là nhạc sĩ phải không, một cái thằng là nhạc sĩ ca sĩ, một thằng diễn viên điện ảnh gì đó, nó cũng đi qua bên Tây Ban Nha gì đó, nó cũng sạm sở nó làm gì đó, rồi không cái đi về, cái giờ cũng cũng đi diễn, cũng đi dạy học trò, rồi cái cũng bình thường à. Nó làm như cái đất nước này nó chai rồi anh chị em chú bác à. Đừng có nói tới vấn đề mà văn hóa, đạo đức hay liêm sĩ nữa, nghe nó xa vời với cái lũ ma quỷ Việt Cộng này lắm. Cho nhớ cái vấn đề đó rồi nó cũng từ từ nó cũng chìm xuồng xuống, nó cũng giấu nhẹm đi à. Rồi những thằng đó vẫn sao, vẫn trơ trơ cái mặt ra đây làm diễn viên điện ảnh, rồi đi làm thầy dạy nhạc phải không? Có anh chị nào nhắc trên vấn đề đó không? À, anh Nhân Đức mới nhắc nè, thằng Minh Béo nữa. À, đúng rồi, đúng rồi, còn nhớ rồi. Cái thằng đóng kịch đó phải không? Cái thằng mà bị mang tội ấu dâm, bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ phải không? Ôi, bây giờ các anh chị thấy không? Gom lại coi, gom lại coi, nó là điều là con cháu của thằng Hồ Chí Minh hết trơn. Thành ra cái bản chất, cái hạt giống nó đã được gieo rồi, thì nó sinh sôi nảy nở nhanh lắm. Không biết sao cái hạt giống này nó lạ, nó khác mấy hạt giống khác. Những hạt giống này làm như nó phát triển hơi nhanh đó anh chị em chú bác, và hơi mạnh mẽ, hơi mạnh mẽ. Tức là cũng là cái dòng giống của thằng Hồ Chó. Cho nên, à chính xác hả? Vậy chị nhớ đúng rồi ha. Cái thằng Minh Béo bị trục xuất đi về ra khỏi nước Mỹ, rồi sau đó được tặng cái bằng khen gì đó, phải không anh chị em chú bác? Trơ trơ à. Rồi thằng kia làm thầy giáo dạy nhạc hay gì đó, rồi về cũng dạy học trò luôn. Rồi cái thằng kia làm diễn viên điện ảnh gì đó cũng về đóng phim luôn. Rồi thằng này vài bữa nó làm cái gì ta? Nó lên chức. Nó được lên chức. Cho anh nghĩ vậy. Ôi, thật là lừng lẫy năm châu và chấn động địa cầu hôm nay, vui quá. Ôi vui quá xá bà con ơi. Trời ơi, rất là đúng. Bởi vì hôm nay mình khen nó, tại vì khẩu hiệu nó tuyên truyền đúng. Cái gì mình đúng mình khen. Tụi mày là đúng mà lừng lẫy luôn mà, chấn động địa cầu luôn. Bây giờ ai cũng biết trơn, có tụi mày là giả bộ không biết à. Kỳ ghê vậy đó. Kỳ ghê không? Ai cũng biết trơn mà sao tụi mày giả bộ không biết mày? Điện thoại có thằng bò đỏ nào vô không? Chấn động hầm cầu đúng á. Trời ơi, mắc cỡ quá anh chị em chú bác ơi. Tự hào quá. Việt Cộng nha anh Thanh Nguyễn. Việt Cộng nha anh, tự hào quá Việt Cộng chứ đúng nghe anh. Chứ mình đừng giết Việt Nam anh. Tại vì ở trong nước Việt Nam á, còn những cô bác anh chị em người Việt chân chính chứ không phải không có nha anh. Việt Nam khác Việt Cộng nghe anh. Cho anh phân biệt rất rõ à nghe. Cho nên các anh chị dùng từ nó đúng thì cô bác ở trong nước Việt Nam mới hiểu mình hơn, đúng không? Bữa nay anh Tân Duy Trinh, thằng Hồ Hoài Anh, dạ cho anh nhớ vậy đó. Hình như mấy cái thằng mà ở ngoài miền Bắc á, cho anh không nhớ tên gì mấy. Tại vì xin lỗi, không ấn tượng gì. Không ấn tượng gì, ngay cả mấy thằng này cho anh gọi chung hết trơn à. Cho anh gom chung hết à, chứ không cần nhớ tên tụi nó đâu. Đầu trâu mặt ngựa hay gì đó cho nó dễ. Và các anh chị biết không, bản chất mà, cái bản chất mà, tại vì sống sung sướng quen rồi, ăn ngon, sống sung sướng, gái gú đầy, thành ra nó sống trên nói với cô chú bác là không sai đâu. Ngày xưa đấu tranh giai cấp này nọ đúng không, đấu tranh giai cấp rồi xóa, không cho ai nghèo trơn á, lấy của giàu chi cho người nghèo để trong xã hội không có ai nghèo khổ trơn á. Thật sự ra thưa anh chị em chú bác là các anh chị nói đúng lắm cái câu này nè. Một giai cấp vô sản, một giai cấp vô sản, sau một thời gian làm đầy tớ cho nhân dân, bây giờ thì sao? Sống vô số tài sản, sống vô độ, sống vô độ, và gái gú hưởng thụ dục lạc quen rồi, thiếu một chút chịu không nổi. Cha nói thằng này là nó chơi ngu thiệt, ngu lắm đó anh chị em chú bác.
Chứ thật sự ra mấy thằng kia người ta búng tay cũng có. Chứ nói thật á, nhiều khi trên không muốn nói nghe khiếm nhã chứ. Thật sự anh chị em bác biết hết trơn rồi, cũng không cần trên nói được. Trời đất ơi, không phải trong nước Việt Nam người ta không biết, chỉ cần búng tay là có gái phục vụ à. Mà không biết sao thằng này nó nổi máu, mà nó ngu quá, không biết giờ vợ con nó sẽ nghĩ sao. Thiệt á. Nhưng mà chắc im ru để cho qua ngày qua tháng chứ làm gì giờ, rồi sẽ chìm nghỉm thôi. Rồi không chừng nó còn lên chức nữa à. Rồi giai cấp vô sản này nọ, một lũ đầu trâu mặt ngựa sống sung sướng quen rồi. Mà các anh chị có biết không, một cái cách để hủy hoại con người nhanh nhất là gì biết không? Là cung phụng cho con người có tất cả mọi thứ, không cần làm mà được hưởng tất cả những dục lạc của thế gian. Đó là cách hủy hoại con người nhanh nhất. Và cái chế độ cộng sản này là theo đó, tức là theo con đường ma quỷ xui khiến đó. Ta cho mày hưởng tất cả dục lạc của thế gian, mày không cần làm cái gì đâu, nặng nhọc đâu. Cho nên con người càng ngày càng gian và ác, càng bộc lộ bản chất thú tính của nó ra. Là như vậy, tụi này sống rất sung sướng, các anh chị có biết không? Chắc là người dân trong nước không biết, bởi vì họ bận quá. Họ bận đi lo kiếm từ bữa ăn. Những đứa trẻ, người già lên lê lết đắng vé số. Họ không còn thời gian nào để biết cái lũ đầy tớ nhân dân này nó sống như thế nào, nó sống sung sướng cỡ nào. Cho nên tại vì sung sướng quen rồi, thành ra hư. Ngay cả bậc cha mẹ cũng đã từng nói với Shen rằng, thật sự đó, tại sao hồi nhỏ đó, hồi nhỏ mình hơi khó với con của mình. Thật sự gia đình của Shen, cha mẹ Shen khó quá, khó quá. Cái gì một hở một chút là rầy liền, có khi cúi lên đánh nữa, nhớ hoài không có quên. Mà sao nhớ lại tại sao cha mẹ khó dữ vậy. Bây giờ cha mẹ mới ngồi, cha mẹ già rồi ngồi nói, đâu có muốn đâu, mà tại sợ con mình nó hư. Sợ con mình hư cho nên phải răn dạy từ lúc nhỏ. Bây giờ Trinh mới hiểu. Bởi vậy một gia đình có cha có mẹ đàng hoàng thì con cái mới sống đàng hoàng được. Thưa anh chị em chú bác à, còn cái thứ gì mà bây giờ như vậy, mình nhìn ra là biết cái tương lai của con cháu ở trong đất nước cộng sản rồi. Cho nên chị mới nói rằng nghĩ tới thì vô cùng đau lòng. Nó đã hủy hoại, nó hủy hoại tất cả mọi điều mà một dân tộc, một dòng giống lạc hồng cũng đã rạng danh. Bây giờ nó hủy hoại hết rồi. Và chị chỉ tiếc rằng những con người lương thiện đường hoàng sống trong xã hội đó im lặng, vẫn tiếp tục im lặng và để cho cái lũ ma quỷ, cái thứ tà ác này cai trị, để phá nát hết văn hóa, đạo đức, nhân phẩm của một con người. Nhìn cái đám này rồi các anh chị nghĩ làm sao để nó cai trị mình? Nhưng mà vẫn để nó cai trị mình. Những cái thứ mà trên gọi là những thứ ma quỷ đó, ma quỷ ở địa ngục. Bởi vì những cái bản tánh con người mà xấu xa, tội lỗi đó, thay vì một người đã có vợ có chồng, đúng không? Những tên này đều có vợ có chồng. Mà các anh chị thấy không? Sàm sỡ, lăng nhăng bên ngoài, vợ lớn vợ bé đầy, con rơi con rớt đầy. Những thứ đó làm gì có tư cách, mà tại sao người dân lại để nó ngồi đến đầu mình? Mới lạ chứ. Nhiều lúc Chanh cũng ngồi thắc mắc là một con người tại sao không có lý trí để chọn lựa những con người mà có tài có đức đàng hoàng để lãnh đạo mình chứ. Tại sao lại để cho một lũ ma quỷ, cái thứ cường hào ác bá, cái thứ dâm dục này, thứ tà dâm này, nó ngồi nó chiếm trệ trên đầu mình thì cũng hay. Cho nên những con người mà để cho lũ này cai trị đó, họ xứng đáng làm nô lệ truyền kiếp là không sai đâu anh chị em chú bác à. Cứ để họ làm, cứ để đời con của đời cháu của họ sống trong một cái xã hội tăm tối, một xã hội hôi thối mà lũ diệt cộng này đã làm ô uế. Cái băng đảng tà quyền này đi tới đâu là mang tai mang tiếng tới đó, phá nát tất cả những điều tốt đẹp khi nó bước chân tới. Đừng nói chi nó đã chiếm chè trong đất nước Việt Nam gần một thế kỷ rồi các anh chị à. Thì hỏi làm sao mà không băng hoại xã hội con người ngày càng bần cùng về nhân phẩm, về đạo đức. Và những tờ báo, những thứ láo xạo vẫn nhan nhản ra rã mỗi ngày, báo chí, đài truyền hình, lo bông bí, những thứ láo xạo tuyên truyền bịp bợm vẫn ra rã. Người dân thoát chỗ nào? Không lối thoát.
người dân không lối thoát, thưa anh chị em chú bác à. Nhưng cho anh chị thấy buồn, thấy đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc cho một xã hội như vậy. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ, được coi là cha già dân tộc. Ông là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống thực dân và cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Một cuốn sách mới xuất bản nói là chuyện đời thật của ông Hồ đã bị cắt xén. Tác giả Dương Thu Hương kể lại rằng ở lứa tuổi 60, ông Hồ quan hệ và có hai con với một phụ nữ kém ông chừng 40 tuổi. Chuyện tình ấy không được đưa vào sách sử vì sợ làm hoen ố hình ảnh cha già dân tộc. Cha già dân tộc thì phải dâng cuộc đời, thì giờ và năng lực cho dân tộc, chứ lẽ nào cho một phụ nữ trần tục. Phát giác này được Dương Thu Hương kể lại trong sách mới xuất bản sau 15 năm sưu khảo. Người phụ nữ bị giết sau 4 năm quan hệ với ông Hồ. Bà chết vì bị đánh vào đầu. Thế nhưng sau đó, xác bị vứt ra đường, giả là một tai nạn giao thông. Ông Hồ đem bí mật này xuống mồ. Ông chết năm 1969, đúng ngày lễ độc lập. Dương Thu Hương nói là ông tự ý dứt bỏ dây nhợ để chết vào đúng ngày kỷ niệm ấy, như một hành động kiên cường sau cùng chống lại Đảng Cộng sản. Tác giả muốn người dân Việt Nam biết điều đó. Nhân dân Việt Nam phải hiểu, phải biết rằng họ đã bị thao túng, họ đã bị coi thường. Dương Thu Hương không còn trở về quê hương được. Bạn không thể nào tìm được sách của bà ở Hà Nội, nhưng có thể tìm đọc nó trên net. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh Bác Hồ không còn như trước nữa. Bác giải thích này, bác không lấy vợ vì bác không nỡ hưởng niềm vui riêng trong khi đồng bào miền Nam đầu rơi máu chảy. Đấy, bác hy sinh đấy chứ. Bác không lấy vợ là vì lẽ đó thôi. Bác không lấy vợ có lợi cho đồng bào miền Nam hơn, có lợi cho cách mạng hơn. Bác đi xa 46 năm rồi, nghiên cứu của chúng ta chậm chạp quá. Bây giờ biết được những tư liệu như vậy thì bác đi mất rồi. Thế càng xót xa chứ cả đồng chí. Lại có một lần, bác là chủ tịch đảng, bác ngồi dự giờ giảng lý luận của Tổng Bí thư. Đảng ta rất chú trọng lý luận mà. Bác là một nhà lý luận lỗi lạc. Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng rất giỏi về lý luận. Bác ngồi nghe Tổng Bí thư giảng bài cho cán bộ cao cấp, trong đó có rất nhiều tướng lĩnh của các đồng chí. Ông ấy lại giảng về đại đoàn kết, tức là vấn đề máu thịt của bác. Lúc cao hứng lên ông ngâm là thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông, đúng quá đó. Ai ngờ đâu bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác thuận với ai ở đây bây giờ? Thì các đồng chí càng thấy thương bác, càng thấy thương bác. Và bác tự trả lời này, bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ. Một là nó cô đơn và lẻ loi lắm, làm hai cho nó có đôi mà. Bác sẽ thay bằng cách làm việc bằng hai người. Hồi kháng chiến chống Mỹ đấy, mỗi người làm việc bằng hai đấy các đồng chí. Vì miền Nam ruột thịt, nó bắt nguồn từ cái xuất xứ này.
để ta mới cảm thấy bác vĩ đại vì sự hy sinh và hóa thân. Đặc biệt nữa, tại sao mà đôi mắt bác thời trẻ lấp lánh như ánh sao, mà tuổi già cứ đượm buồn, chiều tối trời mưa tầm mưa tã, cứ ngóng trông về phương Nam. Ngay trong phòng bệnh của bác treo cả bản đồ chiến sự, lúc nào cũng có cơ đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Tham mưu để thuyết minh cho bác chiến thắng ở đâu cơ mà. Ông Vũ Kỳ nửa đêm đi rón rén không có tiếng động vào phòng bác, tắt đèn vặn nhỏ cái đài ở đầu giường rồi mới ra về để bác ngủ ngon giấc. Chưa kịp đi bước nào bác gọi chú Kỳ quay lại cho bác nhờ một chút, bảo thưa bác còn cần gì nữa không. Bác bảo là vặn tắt đèn cho bác cũng được, nhưng bác đang ngủ đâu, bác đang nghe tin. Bác nghe tin bởi vì bác 29 ngoại ngữ, chỉ thua Angen. Là như vậy, bác vạch đường đi nước bước cho chúng ta có bao giờ một giấc ngủ ngon đâu, chọn giấc đâu. Để đài cho bác nghe, đang nghe tin. Bác nói tiếp này, cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Tức là nó đỡ cô đơn. Bác là con người chứ có phải là thánh đâu. Đấy, những điều ấy ta cần biết. Cứ chiều tối đấy, các đồng chí lãnh đạo đều có gia đình riêng cả, về với vợ với con. Bác bảo thôi muộn rồi, các chú về nhà đi, bác ở đây một mình cũng được. Về đi đừng để các thím mong. Bác coi như tất cả là gia đình mà, các thím đấy tức là phu nhân ấy. Đừng để các thím mong, đừng để các cháu đợi, bác ở đây một mình cũng được. Thứ bảy chủ nhật cho các cháu vào chơi với bác. Các đồng chí có nhớ cái bài thơ của Tô Hữu nhỉ? Tôi có người con gái là Hoa. Hoa ơi con gái của cha, cha nâng con nhé, làm hoa mừng người. Người con gái nhà thơ đó bây giờ là một tiến sĩ nổi tiếng rồi. Đấy, chính là như vậy. Thứ bảy chủ nhật cho các cháu vào chơi với bác cũng được. Tiền lương của bác một phần lớn là mua kẹo bánh cho các cháu cả đấy chứ. Trên lúc bác mất ấy, ngoài di chúc để lại như thế này, cái túi tiền tiết kiệm ông Vũ Kỳ báo với Trung ương đổ xuống còn được có mấy đồng bạc. Cả một cuộc đời của chủ tịch nước, chủ tịch đảng, cho hết mà, hy sinh hết, tất cả là vì dân. Thế cho nên chúng ta mới hiểu được thêm một cái chi tiết này nữa. Tại sao trên ngực áo của bác lúc ra đi không một tấm huân chương, nhưng mà lại cả một cái khoang ngực này ướt để các ông chí này. Gối nằm của bác hai bên diềm gối đẫm nước. Đấy là nước mắt của bác nhỏ xuống, thương nhớ miền Nam, không nỡ bỏ dân mà đi. Còn khoang ngực không một tấm huân chương, vì huân chương nào bác cũng từ chối, chứ không có. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã thần thời kỳ tham gia trong quân đội, có nói là bác Hồ của chúng ta có lẽ là người nghèo nhất thế gian, không có gì cả. Cái nhà sàn của bác ở có phải của bác đâu, đấy là nhà công vụ đấy chứ. Mà bác đến ngay cả cái tấm giấy khen cho bác cũng chẳng có. Thì câu này cũng là hơi kỹ quá, chứ còn ai khen bác được nữa, chỉ có lòng dân thôi, đúng không? Đấy. Ta trở lại cái câu chuyện này. Huân chương Lenin tặng cho bác là huân chương cao quý của Liên Xô. Bác bảo đây không phải của riêng tôi, đây là của dân tộc Việt Nam, cho nên tôi xin đề nghị các đồng chí hoãn lại, đợi khi nào miền Nam của chúng tôi giải phóng, thống nhất đất nước, tôi xin thay mặt nhân dân đi thăm để cảm ơn anh em Liên Xô và các nước anh em, rồi sẽ nhận phần thưởng cho dân tộc chúng tôi. Nhưng có kịp đâu, mà thực chất là bác từ chối. Chuyện còn kể lại là lần sang Trung Liên Xô chữa bệnh cuối cùng mà ông Vũ Kỳ cùng đi với bác, hôm về nước, văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mời ông Vũ Kỳ đến để trao cho một cái phong bì lớn, về mở ra 5.000 rúp vàng, trong đó ghi rõ biếu bác 4.000 rúp, biếu ông Vũ Kỳ 1.000 rúp, hai bác cháu 5.000 rúp về nộp bác. Bác cười, bác bảo lấy giấy bút đây cho bác. Bác viết tiếng Nga, nói tiếng Nga như người Nga. Bác bảo tôi và đồng chí Vũ Kỳ ở đây được chăm sóc chu đáo, không thiếu một thứ gì, cho nên chúng tôi không tiêu gì đến tiền,
xin các đồng chí vui lòng nhận lại cho với lời cảm ơn chân thành của chúng tôi. Thế là để lại hết. Đấy. Ta chống tham nhũng các đồng chí nhé. Mãi mà không dự thảo xong cái luật là kiểm soát các chuyến đi nước ngoài của quan chức. Để xung công hết nữa. Thời phong kiến nó làm mãi gì. Ta bây giờ chưa làm được. Trong khi đó bác xử sự như thế đấy các đồng chí. Đến đâu quà cáp tặng bác nhiều lắm. Vì họ rất ngưỡng mộ bác. Mà toàn quà giá trị trong nghĩa vật chất ấy. Bác nhận hết. Nhận cho người ta vui thôi. Đến sân bay bác để lại hết. Chỉ nhận lớn nhất như cái đài nghe tin của Liên Xô tặng. Hoặc cái đồng hồ, hoặc cái lá cờ đuôi heo, hoặc cái huy hiệu đấy thôi. Bác dặn trước sứ quán các nước để những cái hòm gỗ to dán cờ của từng nước lên. Và đến quà nước nào để trong cỏ hòm đó. Trước khi rời sân bay, lên máy bay, bác để bức thư viết tay cảm ơn vào trong cái hòm quà đó để lại. Lúc bấy giờ mới để lại, chứ còn lúc đầu nhận ngay để cho người ta vui. Bác tinh tế thế đấy các chú, trung thực như thế đấy. Và khiêm nhường đến như vậy. Sau đây là phần bình luận có tựa đề Ai là mẹ của Nông Đức Mạnh? Khi Nông Đức Mạnh được chọn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều lời bàn tán nổi lên nhưng chỉ quy vào thân thế hơn là sự nghiệp của ông ta. Theo Đài Á Châu Tự Do, thì tại một nước mà tự do báo chí không có để tìm kiếm sự thật, thì những lời xì xầm, đồn đại, lan truyền trong dân chúng lâu dần sẽ đương nhiên trở thành được coi như có giá trị. Do đó, khi viết về Đại hội đại biểu toàn quốc vào tháng 4 năm 2001, báo chí ngoại quốc đều nhắc đến những lời đồn đại rằng Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh, cha đẻ của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam. Đại sứ Australia bà Surboy, người nổi tiếng là Bội Trực, đã hỏi thẳng Nông Đức Mạnh rằng Nông Đức Mạnh có phải là con của Hồ Chí Minh hay không? Nông Đức Mạnh trả lời, ở Việt Nam ai cũng đều là con của bác. Câu trả lời vô thưởng vô phạt này có chủ đích lập lờ để không phải xác nhận sự thật mà cũng không bị mang tiếng là chối bỏ một sự thật. Sau đó cũng gần một năm, trên tạp chí Times ấn bản vùng Á Châu phát hành vào ngày 23 tháng 1 năm 2002 tại Hồng Kông, qua cuộc phỏng vấn của ký giả Kay Johnson, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa lên tiếng về thân thế của mình. Bác bỏ tin đồn trước đây cho rằng ông ta là con rơi của Hồ Chí Minh và một phụ nữ sắc tộc là Nông Thị Xuân. Ngài được nâng lên giữ chức Tổng Bí thư vì quá bất ngờ với câu hỏi của bà Surboy nên câu trả lời của Nông Đức Mạnh tuy khôn ngoan nhưng ai cũng hiểu đó là một sự né tránh. Có lẽ nhận thấy sự im lặng quá lâu là mặc nhiên xác nhận tin đồn không tốt cho sự nghiệp chính trị của mình. Là con vua thì được làm vua. Lần này vì có chuẩn bị trước nên Nông Đức Mạnh đã bác bỏ tin đồn một cách mạnh mẽ. Tôi phải lập lại và xác nhận rằng điều đó không đúng sự thật. Tôi có thể nói tên của cha mẹ tôi, nhưng họ đã chết. Và Nông Đức Mạnh cho biết cha mình là Nông Văn Lai và mẹ mình là Hoàng Thị Nhị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp theo cười cười. Nếu ai đó nói tôi giống Hồ Chí Minh, tôi nghĩ có nhiều người trông giống người. Người phỏng vấn hình như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời trên nên hỏi lại. Nếu vậy thì ông không liên hệ gì với Hồ Chí Minh hay sao? Nông Đức Mạnh lặp lại, tất cả mọi người Việt Nam là con của Bác Hồ. Tôi nghĩ toàn thể dân Việt Nam xem Hồ Chí Minh là cha tinh thần của họ, và tôi cũng thế. Nghe đến đây, phóng viên tờ Times nhấn mạnh một lần nữa, nhưng Hồ Chí Minh không phải là cha đẻ của ông hay sao? Nông Đức Mạnh quả quyết, chắc chắn là không. Viết về Hồ Chí Minh thì không thể nào không nhắc đến những huyền thoại không những do Đảng Cộng sản tô son điểm phấn cho ông, mà ngay cả chính bản thân ông cũng tự hào về những dối trá đó. Hình như những suy tôn mà Đảng Cộng sản đã dành cho ông vẫn chưa đủ, nên chính ông lại tự ca ngợi mình. Quả thật, không ai ca ngợi Hồ Chí Minh bằng chính ông ta.
Trong các tài liệu viết về Hồ Chí Minh cho biết, Bác Hồ đã có tất cả vừa tên, vừa bí danh và bút danh từ A đến Z, sơ khởi là 54 cái tên. Trích từ cuốn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, trang 144 đến 122. Nhưng lại bỏ sót mất hai cái tên là Trần Dân Tiên và Tê Lan, là tác giả của hai cuốn sách nâng Hồ Chí Minh lên như một ông thánh sống đến độ trơ trẽn. Vì từ trước đến nay, có lẽ chỉ mình Bác là kẻ duy nhất tự viết sách để ca tụng mình qua vai trò Trần Dân Tiên và Tê Lan. Tự khen mình là khiêm tốn, không bao giờ nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến nhân dân. Phong cho mình là cha giả dân tộc, ngạo mạn với các bậc tiền bối, xưng hô là Bác với mọi người, kể cả các cụ già. Một con người mà có thể hạ bút viết lên những điều như thế, thì tất cả những huyền thoại về Hồ Chí Minh đều là do ý muốn của ông ta. Trong những lần dạy dỗ cán bộ đảng viên, Hồ Chí Minh thường nhắc đến hai chữ hủ hóa. Nhưng kỳ thực, ông ta lại là người lăng nhăng tình cảm với nhiều phụ nữ hơn ai hết. Những tham khảo của các sử gia ngoại quốc cũng như những tài liệu các quốc gia Pháp, Nga cho thấy rõ điều này. Bùi Tín cho rằng Hồ Chí Minh cũng rất người ở chỗ ông không thể nào sống như một ông thánh, trích cuốn Hoa Xuyên Tuyết trang 112. Với Bùi Tín thì những chuyện như lăng nhăng với phụ nữ là chuyện riêng tư của cá nhân không mấy quan trọng, mà nó còn thấy Hồ Chí Minh cũng là con người như mọi người. Đồng ý, con người sinh ra đều có tình cảm, yêu thương, giận hờn, ghen ghét. Trong đó, tình yêu vợ chồng là tình cảm thiêng liêng, không thể thiếu được. Thế nhưng Hồ Chí Minh đã giấu hết tình cảm đó, cho mình là một ông thánh, hy sinh cả cuộc đời, sống cô độc, lo cho dân, cho nước. Thậm chí ăn ở với người ta có con, rồi ra lệnh giết người mẹ chỉ vì không muốn nhìn nhận vợ con. Nếu không có lệnh của Hồ Chí Minh, thì ai dám nhúng tay vào tội ác? Thế mà Hồ Chí Minh lúc nào cũng hãnh diện nhắc nhở cho thanh thiếu niên là học gì thì học, chứ đừng học tính hút thuốc và không lấy vợ của Bác nhé. Do đó, nói lên sự thật không có nghĩa là moi móc đời tư, mà là đánh đổ huyền thoại của một con người hai mặt, nói thì tốt nhưng hành động thì xấu xa. Mồm thì hô hào là đầy tớ của nhân dân, nhưng lại mơ thấy mình làm vua, là cha của thiên hạ. Trong tù khoan khoái giấc ban trưa, một giấc miên man liền mấy giờ, mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, tỉnh ra trong ngục vẫn nằm mơ. Trích Nhật ký trong tù năm 1943. Danh sách những phụ nữ có dính dáng đến cuộc đời của Hồ Chí Minh thì nhiều. Pháp, Nga, Tàu, Việt không thiếu. Quả thật, Bác là con người của nhân loại trong lĩnh vực giao du tình cảm cũng như trong lĩnh vực thuổng văn mà Chế Lan Viên đã hết lòng biện hộ cho Bác về chuyện sao y câu của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Nhân ngày sinh nhật thứ 144 của Hồ Chí Minh, chúng ta hãy hỏi tội hủ hóa của Bác với câu hỏi đặt ra là ai là mẹ của Nông Đức Mạnh? Tiếng Việt của chúng ta thật là phong phú, đa dạng. Khi viết mẹ của Nông Đức Mạnh là ai thì câu hỏi này không có gì đặc biệt và câu trả lời là mẹ ông ta có thể là bà A, bà B, bà Mít, bà Xoài, vân vân. Nhưng khi chúng ta đặt chữ ai ở đầu câu, ai là mẹ của Nông Đức Mạnh thì câu hỏi xem ra có phần mạnh mẽ hơn. Hầu ý như là gì những bà có tên Marie, nước Pháp, Tăng Tuyết Minh, nước Tàu, Vera Vasileva, nước Nga, Nguyễn Thị Minh Khai, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, vân vân. Ai trong số đó là mẹ của Nông Đức Mạnh? Dư luận cho rằng người đó là Nông Thị Xuân. Có lẽ vì bà Xuân cùng họ là họ Nông và lại cũng sinh cho Hồ Chí Minh một đứa con trai. Tuy nhiên, nếu xét về thời gian thì giả thuyết này không chấp nhận được. Câu chuyện Nông Thị Xuân đã được ông Nguyễn Minh Cần, đảng viên Cộng sản ly khai, viết rất rõ ràng. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Hồ Chí Minh về Hà Nội làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1955, Nông Thị Xuân 22 tuổi, là người Cao Bằng, được đưa về Hà Nội để phục vụ Hồ Chí Minh. Lúc đó Bác đã 65 tuổi rồi. Một năm sau, hạ sinh một con trai đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Cô Xuân ngỏ ý với Bác để xin hợp thức hóa hôn nhân để dọn về nhà ở chung. Bác gật gù khen ý kiến hợp tình hợp lý, nhưng phải bàn với Bộ Chính trị đã. Sau đó cô Xuân bị giết. Cả hai người em là cô Vàng và cô Nguyệt đến ở chung để trông cháu cho cô Xuân rảnh rang đi phục vụ Bác. Cùng với bạn của cô Vàng là những người biết chuyện đều lần lượt bị giết lây. Có tin sau khi câu chuyện này được tung ra hải ngoại thì mộ cô Xuân đã bị san bằng không còn dấu tích. Nông Đức Mạnh theo tài liệu của đảng thì sinh năm 1940, còn Nguyễn Tất Trung con của Nông Thị Xuân thì sinh năm 1956. Sự sai biệt quá cao, dù rằng tên tuổi của người Cộng sản đôi khi không mấy đúng với lý lịch thật. Do đó, nếu Nông Đức Mạnh là con của Hồ Chí Minh thì mẹ ông ta phải là người liên hệ với Hồ Chí Minh vào khoảng thời gian Hồ Chí Minh về nước ở Cao Bằng.
Theo tài liệu Cộng sản, thì Hồ Chí Minh về nước vào ngày 8 tháng 2 năm 1941, qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung, đến ở tại hang Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng. Chung quanh hang có một con suối và một ngọn núi. Vừa đặt chân đến nơi, Hồ Chí Minh nghĩ ngay đến việc đặt tên núi là Karl Marx và suối Lenin. Trong hang, kế vách là một tháp đá thiên nhiên cao hơn đầu người đã được Hồ Chí Minh vài ngày sau đó tạc thành tượng Karl Marx. Cũng tại nơi đây, Hồ Chí Minh đã dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô ra tiếng Việt, coi các lãnh tụ Liên Xô là trên hết. Hồ Chí Minh đã khóc lóc thảm thiết khi nghe tin Stalin chết, cho nên bảo rằng Hồ Chí Minh bị Stalin áp dụng kỷ luật vì không biểu lộ tinh thần giai cấp và đặc tính thích đáng của tầng lớp vô sản quốc tế mà Bùi Tín đã trích dẫn từ tài liệu của Mạc Tư Khoa qua bài viết đăng trên tờ Time cuối tháng 8 năm 1999, thì quả thật là oan cho Bác quá đi mất thôi. Địa thế hang Bác Bó lại thông ra một con đường kín đáo dẫn đến bên kia biên giới. Cũng tại nơi đây, Hồ Chí Minh lại có một mối tình mà ít ai để ý đến, và ngay cả những tài liệu trước đây cũng không hề nhắc đến. Nhân chuyện Cộng sản Việt Nam dâng đất nhường biển cho Trung Cộng, các anh chị em trong nhóm Câu lạc bộ Sinh viên Việt Nam ngày 24 tháng 2 năm 2002 đã viết một bài có tựa đề Cột mốc 108 và một câu chuyện tình, trích trong bạch thư tố cáo Việt Cộng hiến dâng đất biển cho Trung Cộng, trang 348-349. Mục đích của bài viết muốn nhấn mạnh cột mốc 108 biên giới Việt-Trung để chúng ta có dịp so sánh địa điểm này giữa hai thời điểm 1941 và 1999. Thế nhưng, cột mốc biên giới đánh số 108 này cũng đã ghi lại dấu vết đầu tiên của Hồ Chí Minh khi trở về nước và đã có một cuộc tình với cô gái Nùng họ Nông. Vào năm 1941, Nông Thị Ngát còn có biệt danh là Nông Thị Trưng, tên do Bác Hồ đặt cho, là một cô gái tuổi đôi mươi, người Tày, rất đẹp, có duyên nhưng lại mù chữ, vốn trực thuộc cơ quan chi bộ phái của Trung Hoa Cộng sản Đảng tuyển chọn và huấn luyện để làm giao liên cho Hồ Chí Minh. Nông Thị Trưng liên tục được Hồ Chí Minh huấn luyện, bồi dưỡng, xóa dần mù chữ và một chuyện tình có thể xảy ra vào những năm tháng này. Trên tờ Xuân Phụ Nữ năm Đinh Sửu năm 1997 xuất bản trong nước một bài viết có tựa đề Cô học trò nhỏ của Bác Hồ, được tác giả Thiên Lý viết theo lời kể của chính đương sự Nông Thị Trưng, đã cho thấy có sự gắn bó rất thắm thiết giữa người con gái Nùng tuổi đôi mươi với người đàn ông 51 tuổi trong cái hang Bác Bó gần cột mốc 108 này. Sau đây là nguyên văn bài viết. Tháng 7 năm 1941, được tin Châu Hà Quảng đưa lính cơ tới bắt. Ngày đêm ấy, tôi trốn ra rừng, rồi được Châu ủy đem qua Bình Mãng, Trung Quốc lánh nạn tại nhà một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một hôm, đồng chí Lê Quảng Ba và Vũ Anh đến đón tôi từ Trung Quốc về Bác Bó gặp Bác. Về Bác Bó đã nửa đêm, anh Đại Lâm, người giữ trạm đầu nguồn, đưa ngay chúng tôi đi gặp ông Ké. Lội ngược suối, càng đi nước càng sâu. Khi đến thác thứ ba, anh Đại Lâm thổi sáo. Từ trên thác có thang tre thả xuống. Trèo thang lên, thấy một cái lán dựng ngay trên bờ suối. Trong lán có ông cụ ngồi đọc sách. Tôi chắp tay, cháu chào cụ ạ. À. Ông cụ nhìn lên, hai mắt rất sáng. Ông cần bảo, cháu đến rồi à, cháu ngồi xuống đây nói chuyện. Tôi nhìn xuống sàn, thấy toàn cây to bằng bắp chân. Cụ bảo hai lần tôi mới dám ngồi. Cụ tỉ mỉ hỏi gia cảnh, rồi khuyên tôi. Từ nay cháu đã có một gia đình lớn là gia đình cách mạng. Đừng luyến tiếc gia đình nhỏ nữa. Cháu cầm cụi làm ăn cũng không đủ để nộp sưu thuế đâu. Mình lấy lại được nước rồi từng gia đình sẽ được đàng hoàng. Từ nay ai hỏi thì cháu nói mình là cháu chú Thu, tên Trưng. Bác đặt tên ấy là muốn tôi noi theo gương bà Trưng. Từ đấy, tôi ở lại lán anh Đại Lâm, mỗi ngày vào lán của bác 1 giờ để học tập. Bác dạy cho tôi từ chuyện thế giới, chuyện cộng sản chủ nghĩa, đến cả những cách ứng xử thường ngày, như đừng làm một việc gì có thể khiến dân mất lòng tin. Mượn một cái kim, một con dao, một buổi là phải đem trả. Trong ba lô, nếu có màn, phải để ở ngoài cửa. Hỏi xem chủ nhà có bằng lòng mới được đem vào. Cháu là nữ, trước bàn thờ có cái giường để các cụ ngồi ăn cỗ, cháu không được ngồi. 8 tháng được bác chỉ dạy, tôi được học hơn cả mấy chục năm học lý luận tập trung sau này. Bà Nông Thị Trưng ngừng kể để uống nước. Tôi để ý thấy ngôi nhà yên vắng lạ, không có dấu hiệu người thứ hai ngoài chủ nhân sống ở đây. Đồ vật trong nhà chỉ có chiếc giường, bộ bàn ghế gỗ thường, chiếc xe đạp nam và cái tivi đen trắng cũ kỹ. Nhân đang vui chuyện, tôi hỏi về gia đình bà. Chồng bà là một cán bộ Việt Minh cùng hoạt động những năm 30, đã mất năm 1986. Được 4 con trai, 1 con gái, nay đều ở riêng. Bà sống đơn chiếc, tự phục vụ hoàn toàn.
Người phụ nữ giàu nghị lực ấy đã trải qua nhiều thời kỳ gian khổ trong kháng chiến, vừa hoạt động, vừa nuôi con. Thậm chí có lúc quá khó khăn đã phải ngưng công tác, và cũng chính Bác Hồ đưa người nữ cán bộ miền núi ấy trở lại với công tác. Trong dịp quốc hội đầu tiên, sau hòa bình, Bác mời các đại biểu Cao Bằng tới ăn cơm, thăm hỏi mọi cán bộ cơ sở cũ và không quên cô học trò nhỏ ở Bắc Bó. Trưng bây giờ làm gì, ở đâu? Khi nghe trả lời, thưa bác, chị Trưng nghỉ ở nhà. Bác đổi sắc mặt trách móc. Tại sao trước cách mạng khó khăn thế, nó vẫn hoạt động, mà bây giờ lại nghỉ? Các chú phải tìm hiểu rõ chứ. Về sau, mỗi khi có dịp, bác đều cử người gặp trực tiếp bà Trưng, hỏi xem bà có gặp khó khăn gì để giúp đỡ. Bác còn có cả một bài thơ tặng người học trò nhỏ của mình. Bà Trưng kể, hồi ấy giữa năm 1943, bác mới ra khỏi nhà tù tưởng dưới Thạch, trở về Lũng Cát ở trong một cái lán ở dưới chân núi. Một hôm bác cho gọi tôi đến, đưa cho một quyển vở và bảo rằng bác vừa dịch xong quyển Binh Pháp Tôn Tử, bác cho cháu. Tôi dở ra, thấy ở bìa trong có bốn câu thơ viết bằng mực tàu. Vở này ta tặng cháu yêu ta, tỏ chút lòng yêu cháu gọi là, mong cháu ra công mà học tập, mai sau cháu giúp nước non nhà. Tiếc thay, trong những năm kháng chiến, không có điều kiện bảo quản, quyển vở ấy đã bị mối sông mất. Vừa gặp nhau lần đầu, người con gái nùng chấp tay, cháu chào cụ ạ. À. Có lẽ tiếng cụ nghe không êm ái, nên Hồ Chí Minh dặn dò, từ nay ai hỏi thì cháu nói mình là cháu chú Thu, tên Trưng, và bí danh già Thu và Nông Thị Trưng được khai sinh ra từ đó. Từ trước đến nay, ông Hồ vẫn xưng mình là bác với tất cả mọi người. Riêng đặc biệt, chỉ có mỗi một mình Nông Thị Ngát là được làm cháu của chú Thu mà thôi. Qua lời kể trên đây, thì tình cảm của chú Thu dành cho cháu Trưng rất đậm đà thắm thiết. Mỗi ngày một giờ liên tục như thế, gần một năm trời, từ tháng 9 năm 1941 cho đến ngày 13 tháng 8 năm 1942, thì lớp dạy kèm chấm dứt. Chú Thu qua Trung Quốc, bị bắt, ra tù trở về lại Cao Bằng, tìm lại cô học trò xưa, tặng nàng một bài thơ viết vài dòng trên quyển binh thư. Và kể từ đó, tuy xa nhau, nhưng chú Thu vẫn theo dõi tận tình, giúp đỡ cho cô học trò nhỏ của mình. Tin từ nhóm câu lạc bộ sinh viên cho biết, thì kể từ đó, Nông Thị Ngát đã vắng mặt khá lâu tại vùng biên giới này. 10 năm sau, Nông Thị Ngát bỗng nhiên được ưu đãi đặc biệt trở thành chánh tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng. Người ta đặt câu hỏi, việc gì đã xảy ra trong những năm tháng đó? Nông đã đóng góp gì mà chỉ sau 10 năm trở thành tỉnh ủy viên ban chấp hành trung ương và là người đứng đầu ngành hành pháp tại một tỉnh xung yếu phía Bắc? Như đã biết, tại Việt Nam không có tự do báo chí, tất cả nằm trong tay đảng. Nhà báo Kim Hành, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã bị mất chức chỉ vì đăng tin Hồ Chí Minh khi còn trẻ đã có một người vợ, kèm theo đăng lá thư Hồ Chí Minh gửi cho người vợ này. Vì sự thật đã không được phơi bày, cho nên người dân chỉ còn biết đặt nghi vấn, tại sao Nông Thị Trưng lại được ưu ái như thế? Tại sao tiểu sử Nông Đức Mạnh chỉ ghi con một nhà cách mạng lão thành, còn cô học trò nhỏ của bác thì chỉ hé mở, chồng mình là một cán bộ Việt Minh, cùng hoạt động những năm 30, tại sao lại phải giấu tên tuổi như vậy? Gần đây hơn, đáng tin cậy nhất là William Ducker đã tường thuật lại trong cuốn sách viết về Hồ Chí Minh tái bản lần thứ hai, chuyện Nông Đức Mạnh đã tiết lộ với tác giả rằng mẹ tôi, thành viên của dân tộc thiểu số, đã phục dịch cho ông Hồ vào những năm đầu tiên của thập niên 40. Một con người vốn bản tính lăng nhăng, thời gian ở ngoại quốc đã có tiếng là anh thanh niên quốc, ăn mặc rất trải chuốt, luôn mang cà vạt màu, rất diện, sức cả nước hoa cực thơm, trích cuốn Hồ Chí Minh có mấy vợ, Trần Gia Phụng. Mà nay lại đứng trước cảnh tượng nửa đêm, giờ tí, canh ba, trong một nhà sàn thanh vắng. Ông ké nhìn lên, hai mắt sáng, ân cần bảo, cháu đến rồi à, cháu ngồi xuống đây nói chuyện. Thì liệu ông ké có làm ngơ được không, nhất là khi nhan sắc của cháu Nông Thị Ngát lại mặn mà duyên dáng, dễ làm say đắm lòng người. Xem như thế thì câu chuyện Nông Thị Ngát là một nghi vấn có nhiều khả năng xác thật để trả lời cho câu hỏi, ai là mẹ của Nông Đức Mạnh vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe phần bình luận có tựa đề Ai là mẹ của Nông Đức Mạnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.
Các anh chị, tức là sao? Tức là nó thực hiện hành vi thú tính, hành vi sex với những bé nhỏ, bé gái nhỏ và bé trai nhỏ. Nó nói hơn, nó rất là may mắn. Tụi làm ăn á, dân làm ăn, nó nói làm như vậy á là phát tài. Cái tụi mọi chung chung cẩu tạp chủng, nó nói vậy đó, đúng không các anh chị? Có phải quan điểm này của tụi nó không? Nho khổng mà ra mà, thì tụi Việt Cộng học theo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức. Mọi bắt bó Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là thằng Tàu Khựa thì nó phải học theo Tàu Khựa, đúng không các anh chị? Mà nếu là con người, tức là bước qua khỏi cái giai đoạn mọi như tụi nó, người ta sẽ hiểu là cái chuyện đó chỉ làm với những người mà mình cảm thấy yêu thương, mình có tình yêu thương.
hoặc là vợ chồng. Còn kiểu như tới ốc o rồi, tới ốc o rồi, hết chịu nổi rồi, gọi là ăn bánh trả tiền thì cũng làm ơn kiếm cái người mà lớn lớn, gọi là thành niên, người ta đủ cái năng lực hành vi dân sự, tức là người ta có trí tuệ, người ta hiểu cái hành vi này, người ta chịu trách nhiệm với hành vi này, thì con người người ta như vậy các anh chị, người ta chọn đối tượng để người ta làm chuyện đó như vậy. Còn cái bọn mỏi của tôi nói là gì thì quay trở lại à, tới đây thì rất nhiều các anh chị sẽ bắt đầu hỏi, đặt cái câu hỏi là như vậy thì nãy giờ cái vấn nạn ấu dâm của Việt Nam nó có liên quan gì đến Hồ Chí Minh? Đặc biệt là các bạn phe đảng sẽ hỏi câu hỏi này, đúng không? À thì nó có màu sắc của Trung Quốc, nó có cái khái niệm mọi rợ chậm tiến của Nho Khổng, nó rập khuôn giữa Trung Cộng với Việt Cộng, nó cũng có những chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải không các anh chị? Nhưng mà chúng ta không có thấy cái gọi là cái chứng cứ gì để cho thấy nạn ấu dâm, nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam có liên quan trực tiếp tới Hồ Chí Minh. Chúng ta chưa thấy, phải không các anh chị? Phải, các bạn phe đảng đều đang rất là sôi máu muốn hỏi câu này. Vậy theo các anh chị, nó có liên quan hay không? Liên quan chỗ nào? Có anh chị nói thằng đó là cha đẻ khai sinh ra môn ấu dâm. Nói vậy nghe vui được, nhưng mà thật ra ấu dâm người ta ghi nhận từ sớm lắm các anh chị à, từ trước công nguyên là đã bắt đầu người ta ghi nhận à, cái tệ ấu dâm nó đã xuất hiện từ sớm, rất sớm các anh chị. Nó là do não trạng các anh chị ơi, do não trạng. Tức là cái não trạng con người nó chưa có tới cái độ văn minh, nó còn mọi rợ á, thì nó có xu hướng đó. Hả các anh chị, liên quan như thế nào các anh chị? Quốc nạn ấu dâm và xâm hại tình dục trẻ em của Việt Nam liên quan trực tiếp như thế nào đối với Hồ Chí Minh? Có bạn Tình Phan nói là ông Hồ rất là thích ấu dâm, có rất là nhiều tấm hình ấu dâm ở trên mạng. Những cái tấm hình, những cái bài báo, những cái chứng cứ, những cái tư liệu à, thậm chí những cái nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu về chính trị chứng minh ông Hồ là một trong những người bị cái bệnh ấu dâm, bệnh hoạn đầy ở trên mạng á, đúng không các anh chị? Nó chứng minh ông Hồ bị cái bệnh ấu dâm, một con người bệnh hoạn ấu dâm đầy ở trên mạng. Nhưng mà cách nào để chứng minh ông Hồ là chịu trách nhiệm trực tiếp, là liên quan trực tiếp đối với thảm cảnh các em bé dân tộc Việt của chúng ta ngày hôm nay bị rơi vào tai họa, rơi vào quỷ dữ, mà không có cách nào để cứu các em hết các anh chị. Các anh chị à, báo chí có đăng 1000 lần thì tụi nó vẫn bị xâm hại mỗi ngày. Đăng vụ này thì vụ khác bị xâm hại. Các anh chị, tại vì luật pháp đâu có thay đổi gì đâu, đúng không các anh chị? Và còn một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta nhìn thấy sự liên quan này, thì chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân đó là nguyên nhân gốc. Nguyên nhân gốc ở các anh chị. À, tôi kể cho các anh chị nghe một câu chuyện. Mới đây ở Bến Tre các anh chị, nó diễn ra một cái sự kiện mà những anh chị nào hên mà thấy á, thì các anh chị sẽ, tôi tin là các anh chị cười mà gọi là cười té ghế luôn á. À, bằng một cách nào đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Bả Chó với Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam phối hợp với nhau
triển khai một cái phương pháp tuyên truyền mới, tuyên truyền trực quan sinh động vào trong trường tiểu học, tiếp tục tuyên truyền và xây dựng hình tượng cha già dân tộc Hồ Chí Minh cho các em học sinh tiểu học bằng hình thức gì các anh chị? Ở Bến Tre mới đây các anh chị thấy không, rất là trực quan, rất là sinh động. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, tụi nó hợp sức với nhau, nó làm một cái trò trực quan sinh động, phương pháp mới. Nhiều người nhìn thấy cười té ghế luôn. Nhưng các anh chị phải hiểu đó, đằng sau nó là một cái đòn rất là thâm độc, nó triệt hạ thế hệ trẻ của chúng ta luôn. Nếu mà nó nhân rộng là chúng ta chết chắc luôn đó các anh chị, chứ không phải chơi đâu nghe các anh chị. Đó là nó làm cái gì các anh chị? Bọn nó làm gì? Ở Bến Tre. À, anh Stephen đổ. Nó quá trang thành chó Hồ. Cái này từ của anh Stephen nói. Môn nghệ thuật mà nước ngoài họ gọi là cosplay, tức là đóng thế, đóng giả các chị, đóng giả, cosplay, đóng giả. À, có một người nào đó họ quá trang thành Michael Jackson. Ông vua dancing của nước Mỹ, ông vua dancing của thế giới luôn, nhảy giống nước Mỹ, người ta gọi là cosplay, đóng giả thành Michael Jackson, đúng không? À, rồi chẳng hạn như những nhân vật nổi tiếng trên phim ảnh, người ta cũng đóng giả, đúng các chị? Rồi những chính trị gia, người ta cũng đóng giả, đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên trên thế giới các anh chị, Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Bả Chó Việt Nam, nó đóng giả một cái xác chết, nó cosplay một cái xác chết, dĩ nhiên là xác chết của Hồ Chí Minh, mà chết chưa chôn, tức là cái xác ướp, đóng giả một cái xác ướp đi vào trong một cái trường tiểu học, hàng ngàn trẻ em, rồi ép các em á tung cờ tung bông chào đón, vỗ tay hoan hô, rồi chạy lại gờ những ánh mắt ngây thơ tội nghiệp. Cô giáo kêu sao làm y vậy, kêu vỗ tay. Một cái xác chết từ xa đi vô, gương mặt thì trắng bệch, con mắt thì lồ lộ, cái miệng thì chè xuống tới như gần. Từ xa đi vô, cái tay giống hệt như cái xác chết. Con em của chúng ta đứng xung quanh, bị những con cộng cái, những thằng cộng đực, nó khoác lên mình áo xanh Đoàn Thanh niên, nó khoác lên mình những bộ áo thầy cô giáo, nó bắt con em chúng ta vỗ tay đón cái xác chết, chạy lại sờ bắt hồ đi con, tức là sờ xác chết đi con, chạy lại sờ, ôm bắt hồ đi con, là ôm cái xác chết đi con, nó chạy lại nó ôm, không ôm quýnh chết mẹ nhỏ sao. Phải không các anh chị? Các anh chị không thấy cái cảnh đó sao? Các anh chị không thấy, một lát nữa tôi đăng clip đó lên cho các anh chị coi. Các anh chị nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Ở cái hành động mà tuyên truyền trực quan sinh động đó của họ. Các anh chị nhìn thấy điều gì ở đó? Tôi nhìn thấy họ đang cảm thấy cái hình tượng Hồ Chí Minh bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm này. Phải không các anh chị?
với ánh sáng của thông tin truyền thông tự do, thì những cái gọi là điếm đàn, bệnh hoạn, tội ác của Hồ Chí Minh nó phơi bày ra hết, mà nó truyền chóng mặt luôn các anh chị. Thì cái đối tượng nào mà những ánh sáng này không truyền tới được là những em nhỏ nhỏ nhỏ, con cháu chúng ta nè. Làm tụi nó cắp sách đến trường, nó ngồi trong mái trường của cộng sản, nó học những thầy cô giáo, những con cộng đực, những con cộng cái hầu hết là vậy. Nó bác học sao phải học y như vậy. Nó chỉ lên trên tấm bảng, mỗi cái lớp đều có một cái hình, cái lớp nào cũng có tấm hình đó. Sống chiến đấu lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, chỉ vô rồi Bác Hồ đó mày, gõ thước lên bàn gầm gầm gầm, Bác Hồ ở dưới, Bác Hồ cha già dân tộc, cha già dân tộc. Rồi xong thế hệ này lớn lên ra cái thế hệ nhỏ vô, nó cũng chỉ Bác Hồ, Bác Hồ cha già dân tộc, cha già dân tộc. Hết lớp này tới lớp khác vậy nè. Những đứa nhỏ 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 vậy là những đứa nó không có tiếp cận được sự thật. Chứ cỡ 8 ít với 9 ít như tôi với các anh chị thì đường nào mà nó chỉ vô tấm hình đó, nó chỉ kêu Bác Hồ. Nó chỉ vô tấm hình nó kêu Bác Hồ. Tụi mình chỉ vô mặt mày là khùng, mày là con khùng, mày là thằng khùng. Nó gõ thước bạn gầm gầm, tại sao mày nói tao khùng? Thằng này nó đâu phải là anh của ba tao đâu mà tao kêu bằng bác. Mày không phải người Việt Nam á gì, người Việt Nam phải biết bác là anh của ba. Thằng nào anh của ba mới là bác. Bà nội tao đâu có đẻ thằng già này. Thằng già thấy gớm rồi, bà nội tao đâu có đẻ, bà nội tao đẻ ai cũng đẹp đẹp không à. Nhìn tao không biết thôi. Đúng không anh chị? Có với tụi nó chỉ vô tấm hình, nó kêu cha già dân tộc, mình chỉ vô mặt nó. Mày hư não mẹ nó rồi. Đám mội tụi mày hư não mẹ nó hết rồi. Thì sao nó gạt được tụi mình? Nó sẽ hỏi tại sao mày nói tao hư não, cái này là cha già dân tộc thiệt mà. Dân tộc này đợi có thằng già này chịch con mẹ nào nó mới đẻ ra dân tộc này hay sao? Tự nhiên có thằng giả chung trong hang ra nó chịch con mẹ nào đó đẻ ra dân tộc này ư? Chứ nếu thằng già này không có chịch con mẹ nào đẻ ra dân tộc này thì sao nó là cha của dân tộc này được? Có phải cái não tụi mày bị hư không? Ủa hồi xưa tao nghe kể dân tộc này là, nghe kể là nghe các anh chị chứ tôi không tin đâu. Hồi xưa tôi nghe kể dân tộc Việt của chúng ta là con rồng cháu tiên. Con rồng tức là gì? Tức là Lạc Long Quân. Ghê không? Trời ơi, con người không chịu chịu con rồng. Lạc Long Quân. Gồm Lạc Long Quân ổng cưới. Bà Tiên là Âu Cơ. Bà Tiên lúa nước. Bà Tiên Âu Cơ. Thì nó mới đẻ ra. Phải đẻ ra người cũng đỡ, đẻ ra trứng, nở ra người Việt. Tao nghe kể gì đó, tao nghe là ông bà xưa kể gì đó, dân tộc này là con rồng cưới con tiên đẻ ra trứng, nở ra dân Việt. Đúng không các anh chị, đúng không? Vậy là ông Lạc Long Quân là con rồng Lạc Long Quân bị cha già này cấm sừng, bị giả hồ, mọi bắt bó nó cấm sừng, nó chịch lén bạo cơ đẻ ra trong trứng. Phải rồi, con mọi chịch con tiên ra trứng, đúng rồi các anh chị ơi. Nó lén lén Lạc Long Quân nó chịch Âu Cơ đẻ ra trứng, nở ra dân Việt. Thì chỉ có cách đó nó mới là cha già dân tộc của chúng ta thôi, còn không là tụi mày hư não hết rồi. Cái não tụi mày á là nó chỉ chứa Mác, Lê, Mao, Hồ và xịt trộn trộn lên để tư duy thôi, nó mới ra thằng đó là cha già dân tộc. Phải không? Phải không? Phe đảng, phe đảng ơi, phe đảng đâu mất hết rồi.
những điều này nó không còn lừa được những người như chúng ta. Tại vì chúng ta tiếp cận được thông tin đó các anh chị. Và chúng ta bắt đầu có tư duy. Thì nó bắt đầu nó phải lừa những đứa nhỏ nhỏ vậy nè. Trong cái cơn gọi là hoảng loạn của tụi Cộng sản. Cộng sản luôn luôn tồn tại. Tôi có một cái bài viết cách đây khá lâu rồi các anh chị. Cộng sản luôn luôn tồn tại bởi một công thức bất di bất dịch. Tôi nghiên cứu các thể chế cộng sản trên thế giới đã tồn tại, tôi biết. Nó có một cái công thức bất di bất dịch để nó tồn tại. Đó là nó phải xây dựng một lãnh tụ. Nó phải xây dựng một lãnh tụ thì cộng sản nó mới tồn tại được. Không có cộng sản là không, không có lãnh tụ là không còn thể chế cộng sản nữa. Tại vì khi con người không còn thờ lãnh tụ nữa, không có chọn ai làm lãnh tụ nữa, người ta biết cái quyền làm chủ của người ta. Người ta tự định đoạt số phận của mình. Thì lúc đó cái tư tưởng về dân quyền nó dâng cao, thì người ta bắt đầu với đòi dân chủ. Có dân chủ thì cộng sản nó sụp. Các anh chị hiểu cái công thức của tụi nó không? Tức là nó phải xây dựng một lãnh tụ thì cộng sản nó mới tồn tại. Mà bây giờ cỡ 8X, 9X, thậm chí 10X luôn, nó biết hết trơn rồi. Mấy đứa cháu của tôi giờ nó biết hết trơn rồi. Thành ra buộc lòng nó phải nhồi sọ thấp hơn một chút mấy đứa học sinh tiểu học. Và chúng ta nhìn vào đó chúng ta cười. Chúng ta nhìn vào cái màn cosplay của mấy anh cộng sản dựng lên một cái xác ướp cái mặt như cái gớm như. Tôi coi cái trang mà nó đăng cái clip đó các anh chị biết cái trang đó nó tên là nhổn làm. Đừng có nói lái nha, nói lái cái tên cái trang nó kỳ lắm. Nhổn làm. Nó đăng vậy nè. Nó nói, ý ngộ, Bác Hồ mặc lờ là có thiệt. Bác Hồ mặc giống cái lờ. Vậy ra Bác Hồ mặc lờ là có thiệt. Nó đưa Bác Hồ mặc lờ vô. Nó dựng, tiếp tục tái xây dựng một hình tượng lãnh tụ cha già dân tộc, tức là tái lập cái công thức để cộng sản tồn tại trong đầu cái thế hệ trẻ nhỏ như này các anh chị. Chúng ta nhìn, chúng ta khoái, chúng ta cười, chúng ta thấy vui, chúng ta cười, chúng ta nói ơi nó làm vậy là làm nhục ông Hồ thôi. Nhưng mà các em nhỏ nó nhìn nó đâu có hiểu các anh chị. Con cháu chúng ta đang học trong trường nó nhìn đâu có hiểu. Phải không các anh chị? Mà những em nhỏ này nè, nó sẽ tiếp tục, nó lập trình trong cái não đó. À, đây là lãnh tụ, đây là Bác Hồ, đây là vị cha già kính yêu của dân tộc. Và Bác dẫn dắt dân tộc đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, vân vân. Những cái luận điệu mà cộng sản nó tuyên truyền, những em nhỏ này bắt đầu nó định hình, nó lập trình tư duy. Nó lập trình từ nhỏ này các anh chị. Và khi các anh chị ơi, 10 năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa những em này nó lớn lên như này, thì chính chúng ta nè, những người như chúng ta ngày hôm nay nè, đang rỉ tai đem tuyên truyền, đang đánh thức lẫn nhau. Chúng ta quay lại con cháu chúng ta, nó thờ Hồ tiếp, nó thờ đảng tiếp, nó bưng bô đảng tiếp. Chúng ta bên ngoài tự do, tự do, tự do. Nó trong nhà Bác Hồ muôn năm, đảng quang vinh, Bác vĩ đại. Chúng ta ở ngoài tự do nó trong nhà, đảng quang vinh, Bác vĩ đại. Các anh chị thấy cái bối cảnh, các anh chị thấy cái lực lượng của chúng ta, cái tương lai vận mệnh của chúng ta nó như thế nào? Rồi, tôi kể câu chuyện đó cho các anh chị nghe. Quay trở lại chủ đề chính, vẫn là câu hỏi hồi nãy. Vậy thì Hồ Chí Minh có liên quan gì tới quốc nạn ống dâm? Các anh chị, để trả lời câu hỏi này các anh chị, chúng ta cần biết một sự thật.
đó là con người của chúng ta các anh chị, so với muôn loài trên trái đất này, sức mạnh của con người nó đến từ đâu? Tức là sức mạnh của chúng ta, cái sức mạnh mà mạnh nhất của loài người so với muôn loài của trái đất nó đến từ đâu các anh chị? Các chị ơi, sức mạnh của loài người chúng ta so với muôn loài mà nó khống chế luôn, nó lấn át luôn, nó tiêu biểu hơn tất cả các loài khác luôn, nó đến từ đâu các anh chị? À, tôi thấy chị Nhân Nguyễn trả lời tư duy, anh Tài Nguyễn là lý trí, anh Võ là tư duy. À, tư duy, sự hiểu biết, trí tuệ, đúng không các anh chị? Tức là sao? Nó gọn lên là gì? Là đến từ bộ não của chúng ta. Đến từ bộ não của chúng ta. Nên chúng ta hơn các loài khác ở chỗ bộ não. Chúng ta không thể nào dùng sức chúng ta để chúng ta đấu với con trâu hay con ngựa là chúng ta không lại tụi nó. Chúng ta cũng không thể nào dùng móng vuốt để chúng ta đấu với con cọp, con sư tử, con beo. Nó không bao giờ lại tụi nó. Lội cũng không bao giờ lại con cá mập. Bay cũng không được như chim. Chúng ta không bằng tất cả các loài khác, nhưng chúng ta có bộ não. Sức mạnh của loài người cai trị tất cả các loài khác là do bộ não, tất cả các hoạt động của bộ não các anh chị. Mà điểm mạnh nhất của bộ não, mạnh nhất của bộ não con người đó các anh chị, đó là do sự tưởng tượng. Do sự tưởng tượng á các anh chị. Có nhiều anh chị có thể nói là bộ não thông minh thì mạnh hơn bộ não không thông minh, đúng không? Bộ não thường tư duy thì mạnh hơn bộ não ít tư duy. Nhưng mà thực chất những bộ não nào mà thường tưởng tượng hơn thì nó gồm có cả thông minh, có cả vận động, có cả động não. Nó tưởng tượng hơn thì nó mạnh hơn, nó vận động liên tục hơn. Và chính cái điểm mấu chốt này nè các anh chị, mà tất cả các thể chế độc tài, nhất là cộng sản, nó luôn đánh vào bộ não của con em chúng ta. Nó đánh vào bộ não của con em chúng ta. Và cái việc mà nó dùng một cái hình tượng nào đó làm lãnh tụ, giống như phát xít Đức dùng Hitler làm lãnh tụ, dạng cũng cha già dân tộc Đức nữa đó. Liên Xô dùng Stalin, Lenin làm cha già dân tộc. Cuba dùng Fidel Castro làm cha già dân tộc. Trung Quốc dùng Mao Trạch Đông làm cha già dân tộc. Bây giờ nó chuyển, nó đọc Mao Trạch Đông rồi nó chuyển qua Tập Cận Bình làm cha già dân tộc. Nghe bây giờ nó có Putin làm cha già dân tộc. Obama cũng muốn làm cha già dân tộc nước Mỹ lắm mà hên quá, dân Mỹ nó không có thích. Dân Mỹ nó không có muốn có cha già dân tộc. Thành ra rất cái bẹp. Chứ thôi Hillary trúng cử là sửa hiến pháp. Sau hai nhiệm kỳ, được nghỉ một nhiệm kỳ rồi tái cử trở lại giống hệt như Putin bên Nga, Obama lên nữa làm cha già dân tộc. Tất cả thể chế độc tài, những thằng mà có tư tưởng độc tài, nhất là những thằng cộng sản, nó đánh vào bộ não của con người. Tại sao? Tại vì khi nó dựng lên những cái hình tượng kiểu như Hồ Chí Minh các chị, nó sẽ hướng con cháu chúng ta tư duy, động não, vận động, tưởng tượng đều hướng vào cái hình tượng này. Nó đều chúi cái não của chúng ta, chúi con em chúng ta vào đúng cái hình tượng này. Mà con người các anh chị, khi mà tư duy nó bị rập khuôn, bộ não nó rập khuôn, nó động não, nó tư duy, nó tưởng tượng, cái gì cũng liên quan đúng cái rập khuôn này, đúng cái hình tượng này. Cũng có bao nhiêu câu chuyện này từ năm 1911 tới giờ cứ y như vậy, kể hoài không bao giờ, không có thay đổi, không thay đổi. Có đúng câu chuyện hết lớp này kể tới lớp khác kể. Hồi xưa mấy thằng 7X đàn anh của tụi tôi nó cũng kể đúng câu chuyện đó. Tới 8X tụi tôi vô cũng học, cũng vô đoàn, nó cũng bắt kể mấy câu chuyện đi thi kể thấy mẹ luôn. Kể có giải đàng hoàng nghe, chứ không phải đùa đâu nghe. Kể những câu chuyện liên quan tới Bác, kể đặt giải đàng hoàng nghe. Rồi xong tới hồi
À, tôi ra trường tôi đi làm tôi biết chắc mẹ mình bị nhồi sọ rồi, cái mình quay lại mình nhìn mấy thằng 9X nó cũng đang kể câu chuyện giống mình kể hồi xưa. Mình nói chết mẹ, cả mấy 9X bị nhồi sọ giống mình, cái mình lôi được mớ nào lôi, mình kéo cái nó tỉnh vậy nó nhìn mấy thằng 10X bây giờ. Tôi 7X, 8X, 9X quay lại nhìn mấy thằng 10X bây giờ nó cũng kể những câu chuyện giống hệt tụi mình hồi xưa. Tức là sao các anh chị? Tức là hết thế hệ này tới thế hệ khác, tụi nó lập trình cái tư duy chúng ta chúi mũi vô đúng hình tượng này, đúng khuôn mẫu này. Động não có bao nhiêu đây, tưởng tượng cũng có bao nhiêu đây. Thì nó đẻ ra một cái dân tộc. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, đầu óc nó chỉ có nhiêu thôi nè. Thế giới người ta bao la rộng lớn vậy nè. Loài người người ta tưởng tượng được biết bao nhiêu thứ hay ho đẹp đẽ. Người ta tư duy được những thứ hay ho và đẹp đẽ. Người ta sáng tạo ra được những cái giá trị làm cho cả thế giới này thay đổi, làm cho cuộc sống loài người ngày càng tốt hơn, làm cho con người ngày càng văn minh hơn, nhân văn hơn. Còn chúng ta thì bị chúi đầu vào thằng hán tặc. Chúng ta tưởng tượng về thằng hán tặc. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, cái này tôi không cần phải nói thêm nha các anh chị. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, các anh chị tự lên gõ cái cọc nó ra. Có cả một cuốn công trình nghiên cứu lịch sử của giáo sư sử học Đại học Quốc gia Đài Loan nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải Quỳnh Quốc Huy nói. Giáo sư Hồ Chí Hùng nghiên cứu. Quyển Hồ Chí Minh xin bình khảo, lên mạng gõ cái cọc nó ra, bản tiếng Việt cho các anh chị đọc luôn. Hồ Chí Minh là người Trung Quốc. À thì chúng ta cả thế hệ này tới thế hệ khác bị chúi đầu vào đúng một cái hình tượng thằng hán tặc. Thằng Trung Quốc qua làm lãnh đạo nước ta thì gọi là hán tặc chứ là cái gì, phải không? Phải không các anh chị? Hay gọi là cha già dân tộc nữa mới chịu. À, tư duy cũng tư duy giống thằng hán tặc, tưởng tượng những câu chuyện liên quan tới hán tặc, học tập làm theo hán tặc. Mà nó là cái người của hồi năm 1900. Các anh chị hiểu một năm, năm 1900 không? Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Còn chúng ta bây giờ là giữa thế kỷ 21 rồi. Không cần nói đúng sai hay tốt xấu, chúng ta chỉ chăm chăm học tập làm theo đúng một cái một cái nhân vật thôi, chứ không được một cái hệ tư tưởng. Một cái nhân vật hồi cuối thế kỷ 19, trong khi chúng ta đang sống ở giữa thế kỷ 21, là dân tộc này nó bị tụt hậu hơn người ta biết bao nhiêu rồi. Hả các anh chị? Trong khi người ta học những điều mới mẻ hơn, người ta nghiên cứu, người ta tư duy, người ta tưởng tượng, người ta sáng tạo những điều chưa ai nói tới, những điều chưa ai làm ra. Người ta tạo ra những điều chưa ai biết. Những cái đó mới là những cái nhân loại hướng tới, nhân loại cần. Và đó người ta gọi là phát triển, người ta gọi là tiến hóa, phát triển. Còn chúng ta bị mấy thằng cộng sản nó đè đầu chuối ngược về thế kỷ 18, 19, học theo hán tặc, làm theo hán tặc, suy nghĩ theo hán tặc, hướng đầu óc tới hán tặc, tư duy, tưởng tượng, con khỉ gì cũng theo hán tặc, cả dân tộc theo hán tặc. Mà nó cùi bắp sát mía nữa chứ phải nó tốt đẹp gì đâu. Thì chúng ta bị tụt hậu, ngày càng tụt hậu đó. Đó là điểm thứ nhất. Các anh chị bắt đầu thấy nó liên quan chứ. Chúng ta mất hết sức mạnh rồi. Con người có bộ não là sức mạnh, là dân tộc hết sức mạnh luôn rồi. Phải không các anh chị? Bắt đầu thấy liên quan chứ các anh chị. Thì quay trở lại câu chuyện về các em học sinh nhỏ mà đang bị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, nó làm trò, nó tạo hình tượng của Hồ già đi vô trường, là nó bắt đầu tiếp tục thế hệ nó lập trình cái não của các em, con cháu của chúng ta. Nó hư sớm hơn chúng ta nữa các anh chị. Nó còn hư nặng hơn chúng ta nữa đó các anh chị. Vậy thì quay trở lại câu chuyện. Chúng ta đã biết não chúng ta bị lập trình. Chúng ta đã biết não chúng ta bị tụi nó làm hư ở khúc nào. Nó bị đứt tư duy, không biết đặt câu hỏi, không biết nghi vấn,
chỉ lo những chuyện vặt vãnh cá nhân mà không lo những chuyện lớn lao của dân tộc, những chuyện quan trọng trọng đại hơn thì không lo, hư khúc đó rồi đúng không? Bị đẩy về một hình tượng, một biểu trưng, một nhân vật duy nhất mà láng phải người Việt Nam, chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta đồng thuận với nhau điểm này rồi đúng không? Tức là sức mạnh của dân tộc chúng ta, sức mạnh của loài người từ não, mà sức mạnh của dân tộc chúng ta đang bị suy yếu một cách nghiêm trọng là đúng không các anh chị? Vậy thì bây giờ quay trở lại, nó liên quan gì đến với quốc nạn mà chúng ta đang nói? Điểm thứ ba, câu hỏi đặt ra là nếu như cái nhân vật, cái hình tượng, cái lãnh tụ, cái mà đang thu hút não của chúng ta hướng gì đó, cái mà nó dán đầy hết khắp nhà này tới trường nọ, tới đường này, tới phố kia, cái mà ai cũng nhìn vào đó, ai cũng chú vào đó, ai cũng đặt cái tư duy, cái tư tưởng của mình vô đó, mà nó là bệnh hoạn, nó là xấu xa, nó là tội ác, nó là quỷ dữ, thì các anh chị nghĩ hậu quả nó như thế nào? Các anh chị hiểu câu hỏi này không ạ? Tức là chúng ta đã thấy được cái cách mà họ lập trình não của chúng ta bị chuối vào nhân vật Hồ Chí Minh này, bị chuối vào nhân vật từ Trung Quốc qua này, nó dẫn dắt, nó làm suy yếu sức mạnh của dân tộc chúng ta. Sức mạnh chúng ta nằm đây nè, nó làm suy yếu hết, nó triệt tiêu luôn, đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như nhân vật này không phải là một nhân vật tốt đẹp, mà lại là một con quỷ dữ, mà lại là một tên bệnh hoạn, thì các anh chị nghĩ sao? Có phải là vô cùng nguy hiểm không các anh chị? Có phải không? Nếu như mà dẫn dắt chúng ta hướng tới một người có tư tưởng như Jefferson chẳng hạn, tư tưởng tự do như Jefferson, tư tưởng giải phóng nô lệ chẳng hạn, như Washington chẳng hạn, thì nó cũng có những cái tệ, tức là chúng ta cái chối đầu vào đúng một nhân vật đó thì nó cũng rất là tệ. Con người là phải học hỏi rất là nhiều, chứ không chỉ học một cái, một là cái nó ngu lắm, ngục quần lắm, cũng có rất là tệ. Nhưng mà ít gì đi chăng nữa, chối vào tự do thì chúng ta có tự do trước đã, đúng không các anh chị? Chối vào những chiến binh chiến đấu cho tự do thì chúng ta sẽ học được tinh thần chiến đấu cho tự do. À, chối đầu chúng ta vào một ông tỷ phú chẳng hạn, thì ít nhất chúng ta cũng học được cách làm giàu của mấy ông tỷ phú này, đúng không các anh chị? Đằng này chối đầu vào một tên bệnh hoạn và độc ác thì một tên quỷ nữa thì sao các anh chị? Các anh chị bắt đầu thấy được cái sự liên quan của quốc nạn đối với tên này chưa? Tại sao chúng ta nói bệnh hoạn, tại sao chúng ta nói độc ác, tại sao chúng ta nói quỷ dữ? Tại sao các anh chị? Cuộc đời của ông Hồ Chí Minh, bỏ cái vụ cuộc đời cách mạng này, đời thường của ông Hồ Chí Minh, rất ít người ở Việt Nam biết. Tại vì sao? Tại vì khi muốn xây dựng một hình tượng mà lãnh tụ á các anh chị, thì các thể chế độc tài đều giống hệt như nhau, nó rập khuôn là nó phải vẽ cái ông lãnh tụ này rất là đẹp, kiểu như là thánh vậy đó các anh chị, sống đạm bạc, ăn mặc giản dị, ăn uống mà giản dị, học cao hiểu rộng, nhưng mà tốt bụng nhân ái, rồi cả đời cống hiến cho cộng đồng, cho quốc gia, dân tộc, nhân dân. Tức là các công thức xây dựng những lãnh tụ của các thể chế độc tài để duy trì các thể chế độc tài, đặc biệt là cộng sản, nó giống hệt nhau, nó không khác chút nào. Nhưng mà thực sự đằng sau đó, đằng sau những cái lớp vỏ mà đẹp đẽ đó, thì rất ít người biết. Nó là câu chuyện hoàn toàn trái ngược lại so với những gì mà người ta vẽ ra, trái ngược lại. Tôi chia sẻ với các anh chị chuyện chăn gối dị thường của Hồ Chí Minh để các anh chị tự đánh giá thì coi nó có bệnh hoạn không nha. Nghe các anh chị, tôi biết dân Việt Nam mà nghe nói chuyện chăn gối, chuyện phòng the, chuyện lú đùi, lú véo, lú điếc, chuyện quánh ghen lột đồ,
dân dân là dân Việt Nam mình khoái, nghe mấy chuyện này khoái lắm, chuyện phòng the dị thường của Hồ Chí Minh. Các anh chị có uống Minh Mạng Thang, có anh nào uống Minh Mạng Thang không? Bỏ đi đừng uống nữa, nghe chuyện này xong bỏ đi, đi vô lăng đốt cái xác thành than uống mạnh hơn, đốt xác thành than uống mạnh hơn. À, không phải ngẫu nhiên các anh chị, Hồ Chí Minh cũng như các lãnh tụ khác của các thể chế cộng sản, Liên Xô, Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Cưu Cộng, Hàn Cộng, Trung Cộng, Việt Cộng, Xô Cộng đều giống nhau, các lãnh tụ đều giống nhau ở một điểm, không phải ngẫu nhiên, đó là khi mà họ đã tự đặt mình vào vị trí lãnh tụ, nguyên một cái bộ máy tuyên truyền tôn vinh họ rồi, nguyên một cái đám dân ngu, nó hư não hết rồi, thì nó tôn vinh làm cha già dân tộc, thì họ ngồi trên một cái đỉnh cao quyền lực tuyệt đối. Mà quyền lực tuyệt đối thì nó sẽ tha hóa con người ta. Các anh chị nên nhớ điểm này nha, tha hóa con người ta. Tha con người nó còn tha hóa được nó con quỷ. Nghe các anh chị, thì con quỷ nó tha hóa cơ nào. Một trong những cái điểm tha hóa của những tên độc tài đó chính là bệnh dâm dục. Bệnh dâm dục đó các anh chị. Thì Hồ Chí Minh cũng giống như mấy tên khác, Stalin cũng vậy, Mao Trạch Đông cũng vậy, Fidel Castro cũng vậy, Kim Jong-un bây giờ ở Bắc Triều Tiên cũng vậy, Tập Cận Bình bây giờ cũng vậy thôi. Giống nhau ở chỗ nó tha hóa đến độ các anh chị biết, nó nhân danh đó là đập tan chế độ phong kiến, tức là nó tiêu diệt các hoàng gia của các quốc gia để nó xây dựng thể chế cộng sản. Nó phong kiến bóc lột loài người, nó đập tan chế độ phong kiến. Phong kiến tuyển cung phi mỹ nữ cho vua chúa, đó là đồi trị. Người dân mà coi tạp chí Playboy thôi, nó cũng nói đồi trị, sản phẩm đồi trị. Mặc đồ mà ngắn ngang đầu gối, lú cái đùi ra, nó nói đồi trị. Nhưng mà những thằng lãnh tụ, những thằng lãnh đạo của Cộng sản thì nó lại tuyển một cái đội rất là nhiều gái để phục vụ chuyện chăn gối cho tụi nó, mà Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ. Không phải là ngoại lệ nha các anh chị. Tức là sao? Tức là tụi nó dụ dân đi đánh chế độ phong kiến xong, tụi nó xây dựng một cái loại phong kiến kiểu mới. Tụi nó tuyển cung phi mỹ nữ kiểu mới. Nhưng mà nó mang danh nghĩa là gì các anh chị? Mang danh nghĩa là các nhóm thư ký của Bác Hồ. Mang danh nghĩa là các nhóm phụ bếp của Bác Hồ. Mang danh nghĩa là các nhóm nữ giao liên của Bác Hồ, của chiến khu. Và mang danh nghĩa là các cháu ngoan Bác Hồ, mà cháu ngoan gái á. Các cháu ngoan Bác Hồ. Hết tháng này tỉnh này cử một tốp đến tiếp Bác Hồ, ăn ngủ với Bác Hồ, làm chuyện người lớn với Bác Hồ. Xong tới tỉnh khác cử một đám cháu ngoan Bác Hồ khác đến động phòng với Bác Hồ. Và các anh chị biết câu chuyện đó, các anh chị tưởng chỉ thời đó nó kết thúc sao? Các anh chị không thấy một cái giáo trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nào mà nó chơi gái theo kiểu Bác Hồ, nó không có, nó không có in, nó không phát cho đảng viên. Nhưng mà hầu hết, tôi nói hầu hết, tất cả các tỉnh thành, tỉnh quỹ, thành quỹ của các tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay, tỉnh quỹ, thành quỹ tức là cơ quan đảng bộ, đảng Cộng sản Việt Nam của tỉnh đó hoặc thành phố đó, nó đều có những cái nhóm cán bộ văn thư, cán bộ văn phòng, nữ cán bộ văn thư, nữ cán bộ văn phòng, nữ thư ký, nữ giúp việc, thậm chí còn nữ lao công nữa các anh chị tin không? Có những tỉnh các anh chị tuyển đội lao công là những cô gái số đo 3 dòng mới được làm lao công, chiều cao 1m60 mới được làm nữ lao công, chăm chà thôi cũng phải số đo với chiều cao.
đồ á là phải mặc theo form đồ của quỷ ban và thành quỷ mai. Đặng chi các anh chị biết không? Đặng phe Víu, phe Đức, phe Mông. Đặng tỉnh này á, tiếp Trung ương về, xếp ở trên Trung ương về thì em có mấy em văn phòng, mấy em cơ yếu, mấy em phục vụ để ra tiếp mấy em. Thằng Trung ương nó về, nó muốn thanh tra tỉnh này, một cái scandal, một cái tham nhũng mà nó mới vừa đặt đích ngõ xuống, chưa có kịp thanh tra nữa, nó mới tặng án. À, cái có con nhỏ cái áo trễ xuống tới dưới rúng vậy nè, cúi xuống gót trà mà cái thằng thanh tra của Trung ương nhìn thấy cộng dinh nịch luôn. Có phải là phong kiến kiểu mới nó lan rộng từ hang Bắc Bó, từ Hồ Chí Minh dài từ những năm 50 tới bây giờ không các anh chị? Phải không các anh chị? Các anh chị thấy liên quan chưa? Chưa đâu. Bây giờ mấy quan chức mình còn hay hơn nữa. Mấy em rót nước chăm trà, mấy em lao công phục vụ đó. Phục vụ mấy anh là sao không biết, mấy anh thích quá, mấy anh sướng quá, mấy anh đã quá, mấy anh bổ nhiệm lên làm giám đốc sở luôn. Rót trà khoe vú mà lên làm giám đốc sở được luôn, các anh chị thấy hiểu không? Các anh chị hiểu mình đang sống trong xã hội gì chưa? Nó còn mọi rợ hơn xã hội phong kiến các anh chị. Xã hội phong kiến người ta quy củ lắm, người ta không có bậy bạ như vậy đâu các anh chị. Vua chúa có những vị vua chúa họ tuyển rất là nhiều cung phi thật có, nhưng không phải vị vua nào cũng vậy. Có những vị vua chỉ có hoàng hậu thôi, không có cung phi gì hết, mà không có tuyển cung nữ vô làm cái trò mọi rợ xúc sinh bậy bạ, không có. Và những con cung nữ đã được tuyển vô thì không bao giờ được lên làm thượng thư. Phải không các anh chị? Bắt đầu các anh chị thấy liên quan chưa? Thấy cái mối đại họa của sự dâm tặc và bệnh hoạn ở đâu nó ra chưa? Rồi, trong những cái nhóm mà cháu ngoan bắt Hồ về phục vụ cho mà Hồ Chí Minh đó, những cái nhóm cháu ngoan bắt Hồ về phục vụ cho Hồ Chí Minh đó, thì hầu hết các bé này đều là khoảng 14-15 tuổi các anh chị, tức là học cấp 2 các anh chị. Học cấp 2 những bé gái này đều là của miền Nam chở ra miền Bắc để nạp mạng cho Bác Hồ. Nói là để tôn vinh cháu ngoan Bác Hồ, gặp gỡ Bác Hồ, vinh dự được tiếp xúc trực tiếp với Bác Hồ, nhưng thật ra là để nạp mạng cho Hồ Hán Tặc. Thì các anh chị biết có những câu chuyện câu chuyện mà tôi cho là nổi tiếng nhất luôn, mà tôi đọc các anh chị cũng khá lâu rồi, bây giờ mà mỗi lần nhắc lại là tôi cảm thấy rùng mình. Câu chuyện của bà Quỳnh Thị Thanh Xuân, một trong hàng chục bé gái ở Quảng Nam Đà Nẵng được phong danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ vì cái công làm giao liên cho cộng sản ở miền Nam. Các anh chị biết miền Nam lúc đó là đã là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Tự Do rồi, nhưng mà không biết cái bà nội này với cái đám mà cháu ngoan Bác Hồ 14-15 tuổi, bạn của bà đó, rảnh rồi lắm đi làm giao liên cho cộng sản, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, được phong cháu ngoan Bác Hồ, được người ta tuyển mấy chục cô đi với bà Xuân này đi ra gặp Bác Hồ. Và bà này chính là tác giả của một cái câu chuyện hồi ký Lần Gặp Bác Hồ Tôi Mất Chinh. Các anh chị đọc đi các anh chị. Quỳnh Thị Thanh Xuân. Câu chuyện rất là dài nhưng mà tôi tóm gọn cho các anh chị. Nó diễn biến như vậy. Sau khi hợp hội, tặng hoa, tặng quà, chụp hình, vỗ tay, tuyên dương, vân vân. Ôm Bác Hồ hung hít, nút môi, nút mỏ, bóp vú, vân vân. Thì tưởng là vậy là xong rồi. Bà Xuân và các bé gái tưởng xong rồi. Nhưng không. Tối đêm đó, có một cái nhóm trợ lý của Bác Hồ, nó dẫn các bé này đi tắm rửa cho sạch sẽ, cho thơm tho, từ của mấy thằng mọi nó gọi là cho ngon á,
Xong rồi nó đem vô nó nộp cho lãnh tụ Hồ súc sanh thưởng thức. Cháu ngoan bác Hồ thì bác Hồ phải thưởng thức chứ. Các chị nhớ cái công thức này nha. Cháu ngoan bác Hồ thì để cho bác Hồ thưởng thức chứ. Và các anh chị biết mấy bé gái này mới 14, 15 tuổi nó đâu có biết gì. Thời bây giờ thì có thể nó thành quỷ. Thời bây giờ có thể nó thành quỷ. Nhưng mà hồi xưa các bé gái đâu có biết gì các anh chị. Tức là 14, 15 tuổi thời của tôi thôi, chứ đừng nói thời xưa, thời của bà Xuân. Thời của tôi thôi, hồi lớp 7, lớp 8 có biết khỉ gì đâu. Thậm chí tắm xong còn ở chuồng nữa kìa. Vậy mà cái thằng mà rất là nhiều anh chị gọi là cha già dân tộc á, thằng Hán tắc đó, nó cưỡng hiếp hết bé này tới bé khác trong cái đòn cháu ngoan bác Hồ này. Có những cô bé bị hoảng loạn quá, chống cự, thì cái nhóm trợ lý của bác Hồ thủ tiêu các cô bé này luôn, vĩnh viễn không được trở lại miền Nam. Một đi không trở lại luôn. Thì bà Xuân này cùng với những người đi chung với bà, nhìn thấy cảnh những người bạn của mình bị thủ tiêu, thành ra họ phải cắn răng chịu cho cha già dân tộc cưỡng dâm. Mà các anh chị biết, nó xúc sinh và nó mọi rợ đến độ trong lúc nó cưỡng dâm một bé gái, nó thì thào bên tai bé gái một câu mà bà Xuân này bà kể lại. Các anh chị biết cái câu đó nó mọi như thế này: để bắt cái hạt giống đỏ của bác vào người các cháu, các cháu đem vào miền Nam nuôi nấng chăm sóc cho bác nhé. Mà nói đúng giọng của nó là không phải giọng đó. Để tôi nói lại giọng của nó: để bắt cái hạt giống đỏ của bác vào người các cháu, các cháu đem về miền Nam nuôi nấng chăm sóc cho bác nhà. Cái giọng tàu khựa mà nó giả tiếng Nghệ An á các anh chị, nó nói giống như mắc ỉa vậy đó, nó gặn từng chữ vậy đó. Thì các anh chị tưởng tượng, các anh chị là những cô gái này, những bé gái này. Các anh chị tưởng tượng con gái của các anh chị là những bé này. Các anh chị tự có câu trả lời cho mình. Tôi miễn bình luận luôn. Hạt giống đỏ của thằng Hồ Hán Tặc đó bây giờ nó lan khắp cả nước rồi các anh chị. Đó là chuyện trong nước. Cái được gọi là cha già dân tộc của rất nhiều anh chị ở đây, nó còn đem chuyện ấu dâm, chuyện xâm hại các bé gái này đi ra khỏi biên giới quốc gia của chúng ta. Tức là nó xâm hại, nó dê sồn các bé gái ở các quốc gia khác nữa kìa các anh chị. Có rất nhiều tờ báo của Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và một số tờ báo khác của Mỹ và châu Âu, họ vẫn còn đăng lại câu chuyện vào tháng 3 năm 1959. Ông Hồ lúc đó đại diện cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Cộng. Năm 59 đó các anh chị, là tụi nó cướp được miền Bắc rồi. Nó có một chuyến thăm chính thức theo lời mời của thằng tổng thống tào lao nhiều chuyện Sukarno là thằng tổng thống tào lao thân cộng. Các anh chị nghe cho kỹ nha, chứ phải Sukarno nha. Sukarno là nó đập đầu, nó cắt cổ cộng sản, nó chôn súng cộng sản luôn. Thằng này nó rất là ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, nó rất là thích Hồ Chí Minh. Thì nó mời Hồ Chí Minh đi qua Indonesia, quốc gia của nó lúc đó làm tổng thống, để thăm chính thức một trong những quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á đặt mối quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam, là thằng này, là thằng Indonesia, các anh chị nhớ cho kỹ.
Các anh chị biết Indonesia là nước Hồi giáo, họ theo quốc giáo của họ là Hồi giáo, đúng không các anh chị? Mà Hồi giáo là phụ nữ người ta luôn luôn rất là kín kẽ, che mặt, mặc đồ thì kín, không có được lú những cái bộ phận nhạy cảm của cơ thể ra, tại vì Hồi giáo họ giữ nghiêm ngặt phụ nữ lắm các anh chị, thậm chí họ giữ một cách cực đoan luôn. À, khi mà tiếp Hồ Chí Minh ở Indonesia, các anh chị biết thì Sukarno mới đưa các bé thiếu nhi ra cầm cờ, cầm hoa, cầm bóng, vẫy. Hồ Chí Minh liên tiếp gặp mấy bé thiếu nhi xinh xắn, nổi máu tà dâm lên, hốt bé này nút, hốt bé kia nút, nút lưỡi chuột, chuột chuột, nhòn nhòn nhòn, nhòn nhòn nhòn, lâu lâu được nút trẻ em Indo một bữa, lâu lâu được nút mấy đứa Hồi giáo một bữa, nút mấy nhỏ gái miền Nam ghét chán rồi qua nút mấy nhỏ gái Hồi giáo Indo. đã mấy thằng Indo nó nổi máu lên. Các anh chị biết mấy thằng Indo là cái quốc gia Hồi giáo nó có giáo luật rất là nghiêm khắc, đụng vô phụ nữ là nó có thể nó đập chết luôn á các anh chị, nó giết chết luôn á. Nhưng mà vì thằng Hồ lúc này á, nó thăm quốc gia này với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, thành ra Indo nó không có thể nào mà làm gì được. Nhưng mà dân nó biểu tình các anh chị, dân nó biểu tình, nó tạo thành những cái đợt sóng truyền thông biểu tình chống hành vi xâm hại trẻ em của Hồ Chí Minh. Và nó yêu cầu Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại. Các anh chị biết các tờ báo lớn trên thế giới nó chạy tít: Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại, Hồ Chí Minh phải dừng hành động hung hít các bé gái lại. Nó chạy tít rầm 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 suốt năm 1959 luôn các anh chị. Người Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta nghe câu này chúng ta nói trời ơi nhục quá, đất nước Việt Nam gì mà nhục dữ vậy trời. Các bạn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nghe câu chuyện nói trời ơi nhục dữ vậy trời, cha già dân tộc gì mà nhục vậy, cha già dâm tặc chứ dân tộc gì, con quỷ dâm tặc chứ cha già dân tộc gì. Còn các chị thấy nhục không hay là không? Không chừng nhiều anh chị còn không thấy nhục nữa, không chừng nhiều anh chị còn ủng hộ nữa. Tính qua bên Indo gieo hạt giống đỏ cho mấy đứa Hồi giáo nữa gì. Các anh chị thấy nhục không? Đúng rồi, tại chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy quốc gia của chúng ta bị xúc phạm, chúng ta thấy nhục. Còn các anh chị nghĩ thằng Hồ Hán Tặc nó nhục không? Theo các anh chị, sau những bài báo này Hồ Hán Tặc nó có nhục không? Anh chị nào mà nghĩ thằng Hồ Hán Tặc mà sau những bài báo dư luận của quốc tế mà nói nó nhục và các anh chị không hiểu được Cộng sản, các anh chị cũng không hiểu được Hồ Chí Minh, nó hoàn toàn không nhục. Thậm chí sau đó các anh chị biết nó có những chuyến tiếp xúc với những trẻ em gái của các nước Đông Âu, là các nước cộng sản trong khối Đông Âu, nó vẫn tiếp tục sờ mó, bú nút, hung nút lưỡi, thậm chí nút lưỡi đàn ông luôn, nút lưỡi bé trai luôn. Nó đâu có nhục các anh chị, nó đâu có biết nhục. Người ta còn tìm được tấm hình Hồ nằm bên một bé trai trần truồng ngủ say, mà bé trai ngủ trong cái trạng thái rất là mệt nhọc các anh chị. Dường như là bé trai đó vừa bị xâm hại trong một cái trận xâm hại rất là mệt nhọc. Hồ tròn tay ôm một bé trai trần truồng ngủ. Các chị nghĩ Hồ nhục không? Tại sao? Tại vì cái nhục đó dân tộc Việt Nam đang gánh chứ không phải nó. Nó là thằng Hán Tặc mà, nó là quốc tịch Trung Quốc mà. Tại vì dân Việt Nam mình rước nó về làm chủ tịch nước Việt Nam chứ nó đâu phải là người Việt Nam. Làm sao? Tại sao Việt Nam nhục mà tao phải nhục? Tao là chủ tịch Việt Nam, tao làm thì Việt Nam hứng nhục, chứ Trung Quốc tao đâu có nhục.
phải không các anh chị? Trung Quốc của tao đâu có bị nhục, mấy người Việt Nam tụi mày nhục ráng chịu chứ. Các anh chị bắt đầu thấy sự liên quan chưa? Thấy sự liên quan chưa? Rồi. Một cái điều mà nó mang tính bản chất nữa, tôi muốn chia sẻ tiếp với các anh chị. Đó là khi chúng ta được lập trình tư duy theo một hình tượng lãnh tụ này, khi đất nước chúng ta được lãnh đạo bởi một đảng, được thành lập bởi nhân vật này và đi theo đường lối chủ trương của nhân vật này, chỉ một đảng này thôi, khi bộ máy quốc hội của chúng ta nó chầm chầm làm theo đảng này, mà toàn đảng này ngồi trong đó nó phải làm theo đảng này, thì hệ thống pháp luật của chúng ta nó soạn thảo theo đảng này của nhân vật này, đúng chưa các anh chị? Thì chúng ta có một hệ thống hiến pháp và pháp luật nó phục vụ cho đảng này và nhân vật này, và phe phái băng nhóm những người học tập và làm theo nhân vật này. Các anh chị có hiểu cái mệnh đề này không? Có hiểu cái suy luận này không? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có một thằng lãnh tụ ấu dâm bệnh hoạn, chúng ta có một đảng lãnh đạo duy nhất là đảng do thằng lãnh tụ ấu dâm này nó tạo ra, chúng ta có một quốc hội có một đảng duy nhất là cũng chính đảng của thằng ấu dâm bệnh hoạn này nó tạo ra, thì chúng ta có hệ thống hiến pháp và pháp luật phục vụ cho thằng ấu dâm và bệnh hoạn này. Đó chính là điều chúng ta nhìn thấy. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay, nạn xâm hại tình dục trẻ em từ Nam chí Bắc diễn ra rầm rầm, pháp luật xử không được, xử 3 năm tù, 4 năm tù, 5 năm tù, ở năm nó ra lại. Mà nó ra rồi thì cái bé mà bị nó xâm hại là cuộc đời tiêu tan rồi. Còn cái thằng này nó ra nó đâu có sao đâu. Những thằng xâm hại này đều hầu hết là những thằng thứ nhất là quan chức, thứ hai là đại gia được đảng chống lưng, phải không các anh chị? Thì nó có chất chống gì, nó có tiền có của. Các anh chị biết có một thằng đại gia giàu khí, tôi kể các anh chị nghe, nó là tay hòm chìa khóa, là thằng buôn lậu dầu khí cho tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp miền Tây quê tôi đó. Rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng luôn các anh chị. Sau đó vụ buôn lậu dầu khí này bị phanh phui, thì hắn phải đứng ra đưa đầu ra chịu tội thay cho những quan chức ở tỉnh Đồng Tháp. Vụ án này cũng khá lâu rồi, mười mấy 20 năm trước rồi. Đưa đầu chịu tội cho những tên quan chức tỉnh Đồng Tháp. Các anh chị biết hắn bị một án tử hình và hai án chung thân. Các anh chị biết thời điểm đó buôn lậu tội kinh tế là có tử hình mà án nặng lắm. Nhưng mà tại vì các anh chị biết nó chịu tội thay cho tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp là thay theo đảng mà. Nó ăn chịu với đảng mà, nó chung chi với đảng mà. Thành ra đảng mới bảo kê cho nó bằng cách nào đó. Cuối cùng các anh chị biết nó ở có 10 năm nó ra. Án tử hình đâu? Không biết. Án chung thân hai cái đâu? Không biết. 10 năm sau nó ra. Mà ở tù như ông vua, chưa kể là ở tù như ông vua nữa. Giàu lắm, tổng giám đốc công ty dầu khí của Đồng Tháp, các anh chị biết giàu vua gì? Sau khi nó ra, dĩ nhiên công ty dầu khí Đồng Tháp đã được tái cơ cấu giao cho thằng khác rồi. Nhưng mà thằng này nó vẫn còn rất là nhiều tiền của. Tại vì nó buôn lậu, nó đạp chân với đảng, nó làm ăn thì nó ăn cướp được rất là nhiều tiền của. Thì nó đứng lên, nó lập một công ty dầu khí khác, cũng đặt trụ sở tại Cần Thơ, miền Tây. Tiếp tục làm tổng giám đốc một công ty dầu khí mới. Và các anh chị biết câu chuyện ở đây là gì? Là sau khi nó ra, nó làm tổng giám đốc công ty dầu khí, thì nó tiếp tục cái món ăn chơi bệnh hoạn của nó và các quan chức của đảng hồi xưa. Nó không bỏ được các anh chị. Đó là nó cứ tìm những bé gái mà dưới 16 tuổi để phục vụ nhu cầu xúc vật của tụi nó. Mà các anh chị biết không, thằng này bây giờ nó khôn lắm. Nó không phải giống như là mấy thằng đại gia với quan chức ngu kiểu hồi xưa
Tức là thay vì nó đi mua dâm mấy bé nhỏ nhỏ này thì lỡ bị công an gài, lỡ bị đối thủ kinh doanh gài, ở tù sao có ngày ra, đúng không các anh chị? Thì nó chơi cái trò là nó đi tìm những bé gái mới lớn 14-15 tuổi mà nhà nghèo. Các anh chị nhớ là nhà nghèo. Nhà nghèo. Nó cho gia đình 50 triệu, 70 triệu, thậm chí có những gia đình 100 triệu. Nó cưới cái bé đó đó. Mà thằng này nó già lắm rồi các anh chị, gần 70 tuổi rồi đó. Tôi kêu bằng thằng là tại vì nó không có tư cách để chúng ta kêu bằng ông. Nó cưới những cái bé 14-15 tuổi đó về, nó xuống dưới nhà người ta, nó trồng tiền, nó làm cái tiệc, nó cũng gom bà con để cũng làm đám cưới rồi vậy đó, rồi xong nó về. Thì bé nào mà gọi là lâu nhất thì được cỡ chừng 5 tháng 6 tháng, xong nó tán mặt tay cái bóp, nó đuổi về. Đời mà mày về vậy, tao không có chịu mày nữa, tao trả mày về cho má mày đó, mày về má mày dạy đi, tán cái bóp đuổi về xong. Còn có những bé nó cưới có 3 ngày nó tán cái bóp, nó đuổi về. Có khi hôi phèn quá hả gì nó chê. Mà các anh chị biết, hết tỉnh này tới tỉnh khác, hết bé này tới bé khác rơi vào tay của thằng này. Mà các gia đình nữa các anh chị biết, các gia đình nghèo, đặc biệt là miền Tây, họ nhận thức thấp lắm. Họ đâu có biết đó là ấu dâm, họ đâu biết đó là xâm hại tình dục con của mình, họ không biết các anh chị. Còn các bé nhỏ nhỏ các anh chị biết, mới lớn mà nghe cha mẹ nó lấy chồng đi thì nó sợ muốn chết, nó có từ chối được đâu. Thậm chí cũng có những đứa 14-15 tuổi nhưng mà nó dậy thì rồi thì nó cũng muốn lấy chồng, nó cũng muốn lấy chồng chị. Mà gặp thằng chồng dù hơi già một chút nhưng mà nó cũng là đại gia, nó cũng là giám đốc công ty xăng dầu, nó có ô tô đồ cũng sướng, thì cũng lấy xong một tuần, hai tuần, một tháng nó đuổi về. Thế là nó chỉ cần tốn 50 triệu, 70 triệu, nó có một cô bé gái gọi là ấu dâm hợp pháp, tạm gọi là hợp pháp trong ngoặc kép. Tôi đố các anh chị bắt được thằng này á. Tôi đố hệ thống pháp luật của Cộng sản Việt Nam bắt được thằng đại gia này đó. Câu chuyện này cho chúng ta thấy điều gì các anh chị? Chúng ta có thể nói Hồ Chí Minh ấu dâm cãi nó, nó có liên quan. Còn Việt Nam bây giờ ấu dâm xâm hại tình dục Việt Nam là vấn nạn của Việt Nam. Nhưng chúng ta không thấy bản chất do một đảng dựng trên một lãnh tụ, được thành lập bởi lãnh tụ, mà nó là những thằng ấu dâm, thì nó sẽ tạo ra một cái hệ thống pháp luật bảo vệ cho cái hành vi ấu dâm tồn tại. Pháp luật không thể nào trừng trị, gọi là triệt tiêu quốc nạn ấu dâm trên đất nước Việt Nam một khi còn Đảng Cộng sản Việt Nam, một khi còn Hồ Chí Minh là lãnh tụ. Đó là điểm thứ nhất, đúng không các anh chị? Đảng Cộng sản nó đâu có ngu gì, nó công khai những chuyện này, nó soạn luật để nó chế tài, rồi thì Hồ Chí Minh cũng bị chế tài hoặc là bị nguyền rủa thì sao, phải không các anh chị? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu như chúng ta là những người yêu thương con cháu chúng ta, thế hệ kế tục của chúng ta, muốn cho tụi nó được bảo vệ, được an toàn, thì chúng ta phải có một hệ thống pháp luật khác, tức là chúng ta phải có một hiến pháp khác. Muốn có hệ thống pháp luật và hiến pháp khác bảo vệ cho con em chúng ta thì chúng ta phải có một cái hệ thống quốc hội khác, phải có một quốc hội của những đảng phái khác, không phải là đảng phái của Hồ Hán Tặc. Chỉ khi đó chúng ta có những đảng phái, có những nhân vật họ hoạt động, họ bảo vệ quyền của trẻ em, họ sẽ soạn thảo những cái bộ luật tiệm cận tới những cái giá trị pháp luật của các quốc gia tự do văn minh. Họ bảo vệ con em họ như thế nào thì chúng ta soạn những bộ luật bảo vệ con em chúng ta như thế ấy, đúng không các anh chị? Đảng con nít chẳng hạn, chuyên chăm lo cho con nít, nó sẽ là người đứng chủ trì soạn ra luật bảo vệ trẻ em chẳng hạn gì, phải không các anh chị? Chứ đảng dâm tặc Hồ Chí Minh là không thể nào có được. Nói điều này để chúng ta thấy, chúng ta lao đầu vào, chúng ta kêu gào, chúng ta xe, chúng ta cầm tờ giấy A4, chúng ta xuống đường phản đối ấu dâm. Chúng ta đang đi vào một cái ngõ cụt, một cái ngõ cụt, các anh chị. Mà chỉ có thay đổi triệt để cái gốc
đó là tên lãnh tụ Ấu Dâm Hồ Chí Minh. Nó không phải là lãnh tụ của chúng ta, nó là thằng Hán Tặc. Chúng ta không phụng thờ và học tập làm theo nó. Chúng ta phải có một xã hội sạch sẽ, văn minh và lương thiện, chứ không phải bệnh hoạn như mọi rợ như tụi nó. Và chúng ta không cần một đảng mà bảo vệ cái ác, cái xấu, bảo vệ tội ác, bảo vệ giặc Trung Quốc để tàn hại con em chúng ta. Thì chỉ khi đó chúng ta phải đấu tranh loại trừ được hai cái đó, thì chúng ta mới có được một tương lai an toàn cho con cháu chúng ta, các anh chị. Đó cũng chính là nội dung chính mà tôi muốn trao đổi với các anh chị trong chương trình đàm luận ngày hôm nay. Chúng ta như thông báo thì chúng ta sẽ có phần điểm một số tin tức quan trọng trong tuần. Thì tôi xin phép dừng ít phút, tôi uống nước nghỉ ngơi rồi tôi trở lại với các anh chị vào phần tin tức. Cảm ơn các anh chị. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đừng vui đấy. Xấu quá. Đập vào cái đâu đó. Cứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Số mày không chết nhưng mà mày chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này là giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Cô cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy sao? Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, đi vào. Chà, cuốn sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong nó lấy nước dần chảy ra. Đây là cái mõm nó này hất ra đi cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Giáo đánh cái canh nhỏ nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy người nữa ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Nhiều, chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở.
nó còn thở nó còn thở nó còn thở nó còn thở